Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 176 để ta đi. Thành chủ Bạch Thu Thủy cũng không thiên vị bên nào, nàng ta bình tĩnh tuyên bố kết quả. Đa tạ các vị. Cao Hàn cười khoái trá, nhảy vọt lên lấy đi lệnh bài phía trên cột đá. Tử Viêm Môn đúng là xưa không bằng nay, chỉ dựa vào một tuyển thủ dự bị đã có thể giữ được hai tòa thành. Có hơi mạnh thật. Thông thường mà nói ít nhất cần hai tuyển thủ dự bị mới có thể thủ vững được. Bất quá, phải nói lần này đệ tử Thanh Vân Môn thật là thảm. Tuy nói là tuổi còn trẻ, nhưng thực tế là bởi hắn ngốc. Nghe tiếng bàn tán từ bốn phía, đệ tử Thanh Vân Môn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết như vậy, vừa nãy để ta ra tay thì tốt rồi. Ít nhất có thể dạy dỗ tên Cao Hàn kia một trận nhớ đời, tên tiểu tử đó quá mức kiêu ngạo. Trương Nhạc tuyển thủ chính của Thanh Vân Môn trầm giọng nói. Bạch Vũ Phàm lắc đầu, giờ chỉ mới bắt đầu, tuyển thủ chính cần phải giữ thực lực, còn chưa đến lúc ra tay. Mới trận chiến thứ nhất đã có tuyển thủ bị trọng thương khiến cho người của Thanh Vân Môn có cảm giác như trái tim bị phủ lên một tầng sương mờ, thế nhưng sự tàn khốc của tứ tông tranh tài đến lúc này mới bắt đầu. Kế tiếp đến phiên Cuồng Đao Môn lấy ra phần thưởng, cũng là hai tòa thành. Với hai tuyển thủ dự bị được phái ra, Cuồng Đao Môn thành công đứng vững trước áp lực của ba tông môn còn lại, thủ vững thành trì nhà mình. Huyền Dương Môn thì hơi thảm, mặc dù đã phái ra ba tuyển thủ dự bị nhưng vẫn không cách nào giữ được hai tòa thành. Bất đắc dĩ phải để tuyển thủ chính xuất chiến mới miễn cưỡng thủ vững vị trí. Phần thưởng trận này là hai tòa thành thuộc quyền khống chế của Thanh Vân Môn, sau trận chiến này, vòng thứ nhất sẽ chấm dứt. Thành chủ vừa dứt lời, phía Thanh Vân Môn cảm thấy rất áp lực. Bạch Vũ Phàm nhìn về phía tám tuyển thủ dự bị còn lại, ai lên đây? Để ta đi. Dứt lời, một người bước ra, đó chính là Phùng Đạo Vũ đã thua trên tay Trương Diệp ngày đó. Thực lực của Phùng Đạo Vũ có thể nói là xếp hạng cao nhất trong 10 tuyển thủ dự bị. Trong bảng xếp hạng đệ tử nội môn, hắn ta vẫn luôn giữ vững vị trí thứ 8, một tay kim cang quyền đã sớm đại thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 177 vì sao chứ? Thua Trương Diệp không phải bởi thực lực hắn ta không đủ mà là vì Trương Diệp quá mạnh mẽ, đã là đối thủ cùng cấp bậc với Hồ Tử Phong. Cố lên! Bạch Vũ Phàm tỏ vẻ tín nhiệm hắn ta, gật đầu nói. Vòng thứ nhất ta vẫn đủ tự tin thay tông môn thủ vững hai tòa thành. Phùng Đạo Vũ rất có lòng tin, hắn ta thi triển thân pháp, nhảy xuống đài luận võ. Ánh mắt quét qua, trực tiếp hướng về phía Tử Viêm Môn. Phùng Đạo Vũ Thanh Vân Môn xin được đệ tử Tử Viêm Môn chỉ giáo. Hiển nhiên, Phùng Đạo Vũ đang muốn lấy lại danh dự, thay Trương Thanh xả giận vì trận chiến thất bại trước đó. Không biết sống chết. Chợt, một tiếng quát lạnh vang lên, ở vị trí của Tử Viêm Môn có một bóng người bay vọt lên trời. Đợi đến khi người nọ hạ xuống, toàn trường lập tức vang lên tiếng kinh hô. Tuyển thủ chính. Đối mặt với Phùng Đạo Vũ của Thanh Vân Môn, Tử Viêm Môn lại không chút do dự phái tuyển thủ chính của mình xuất chiến. Không ai ngờ sẽ có tuyển thủ chính xuất hiện trong vòng thứ nhất. Vừa nãy, Phùng Đạo Vũ còn rất có lòng tin, nhưng hiện tại sắc mặt hắn ta trông cực kỳ khó coi. Lâm Nhất thầm than một tiếng, sợ là Thanh Vân Môn đã bị đối phương gài bẫy rồi. Mới vòng thứ nhất mà Tử Viêm Môn đã phái tuyển thủ chính ra. Vì sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ không sợ đến lúc tranh đoạt linh khoáng, đệ tử cốt cán đã xuất chiến sẽ không có đủ thực lực sao? Tài nguyên cạnh tranh trong vòng thứ nhất chính là thành trì, lợi nhuận có được là tiền tài bình thường. Tuy rằng lớn nhưng đối với tông môn thì dù có mất hai tòa thành cũng vẫn có thể chấp nhận được. Thế nhưng, một khi... Chương 178 đáng giận. Trước đó, nó vẫn luôn bị Tử Viêm Môn khống chế. Tần Phong tuyển thủ chính của Tử Viêm Môn xin được thỉnh giáo. Tần Phong và Phùng Đạo Vũ có tu vi tương đương, đều là võ đạo tầng 8, thoạt nhìn khí thế của hắn ta cũng không quá đáng sợ. Thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, thực lực của võ giả không chỉ dựa vào tu vi cao thấp mà phán xét. Tựa như Hồ Tử Phong lúc trước, tu vi của hắn ta không thể so với Phùng Đạo Vũ, nhưng ai cũng có thể thấy được thực lực cao thấp giữa hai người bọn họ. Ngoại trừ cảnh giới, công pháp, võ kỹ, thân pháp cũng có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực. Tuy sắc mặt Phùng Đạo Vũ rất khó coi,
nhưng hắn ta vẫn cắn răng nói, để ta xem thử thực lực của ngươi như thế nào mà có thể trở thành tuyển thủ chính của Tử Viêm môn. Vừa dứt lời, trên người Phùng Đạo Vũ đã bộc phát nội ý của Kim Cương Phục Ma, trên mặt hiện ra màu đồng thau. Thân thể tựa như một bức tượng điêu khắc, góc cạnh và sắc nét, cứng cáp mà dẻo dai. Đây chính là Kim Cang Quyền Đại Thành. Thực lực của tên đệ tử Thanh Vân môn này không tầm thường, có thể luyện Kim Cang Quyền đến Đại Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói muốn tu luyện môn quyền pháp này cần có nghị lực cực cao, rất nhiều người đều không thể kiên trì đến cuối cùng. Nhìn thấy dị tượng trên người Phùng Đạo Vũ, quần chúng vây xem vốn cho rằng hắn không có một chút phần thắng đều sáng mắt lên, tán thưởng không thôi. Ầm ầm ầm. Phùng Đạo Vũ cắn răng bay vọt lên, bổ nhào qua, đánh ra liên tục ba quyền, mỗi một quyền đều đánh đến mức chấn động. Tựa như sấm rền trên đất bằng, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Đáng tiếc mỗi một quyền của hắn ta đều bị Tần Phong né tránh một cách dễ dàng, quyền đánh vào không khí. Đáng giận. Liên tiếp ba quyền đều bị đánh hụt, trong cơn giận dữ, tốc độ ra quyền của Phùng Đạo Vũ lần nữa tăng vọt. Hai đấm tựa như tia chớp, nhanh đến mức tàn ảnh cũng không xuất hiện. Thế nhưng hắn ta vẫn không cách nào chạm đến góc áo của Tần Phong, trên khuôn mặt chữ điền của đối phương lộ vẻ trêu cợt, thậm chí người này còn cố ý tiến lên. Sau đó, ngay khi Phùng Đạo Vũ vung quyền, ống tay áo hắn ta khẽ phất qua, nhẹ nhàng bay đi. Chương 179 Viêm Cương Quyền. Chẳng mấy chốc Phùng Đạo Vũ đã đánh ra hơn 50 quyền, mỗi một quyền đều có sức nặng ngàn cân. Chắc chắn nếu đánh chúng sẽ khiến đối phương khó mà chịu nổi. Nhưng hết lần này đến lần khác, không có bất kỳ một quyền nào đánh chúng. Tệ hơn nữa chính là Tần Phong cũng không ra tay mà chỉ lượn quanh hắn ta bày ra tư thế trêu chọc. Cảnh tượng này quả thật vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Lăng Vân Bộ. Đó chẳng phải thân pháp khó tu luyện nhất của Tử Viêm môn sao? Khó trách Phùng Đạo Vũ không cách nào chạm được góc áo của hắn ta, thua không oan mà. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng có người nhìn ra manh mối, biết được thân pháp mà Tần Phong sử dụng chính là Lăng Vân Bộ môn thân pháp khó tu luyện nhất của Tử Viêm môn. Trên đài luận võ, lòng Phùng Đạo Vũ nóng như lửa đốt. Hắn tự biết bản thân không địch lại Tần Phong, thế nhưng không ngờ ngay cả tiêu hao sức lực của đối phương mà cũng không làm được. Nhớ tới lời cam đoan với Bạch Vũ Phàm trước khi lên đài, hắn ta càng cảm thấy khổ sở. Tần Phong, nếu ngươi không có gan thì đừng lên đài, người của Tử Viêm môn đều là rùa đen rụt đầu à. Phùng Đạo Vũ thở hổn hển, bắt đầu chửi ầm lên, hắn ta làm vậy là vì muốn chọc giận đối phương. Ha ha, như ngươi mong muốn. Oanh. Tần Phong mỉm cười lui ra xa, trong lúc đó, khí thế trên người hắn ta cũng bộc phát ra ngoài. Cùng là cảnh giới võ đạo tầng 8, nhưng khí thế trên người hắn ta lại dồi dào và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vừa dứt lời, tươi cười trên mặt hắn ta cũng biết mất, lập tức vung ra một quyền. Viêm Cương Quyền. Hay lắm, Kim Cương Phục Ma. Thấy thế, Phùng Đạo Vũ vô cùng mừng rỡ, điên cuồng quát lên một tiếng sau đó thi triển Kim Cương Phục Ma. Răng rắc. Rốt cuộc hai người cũng đánh chính diện, quyền thuật của mỗi người đều cứng rắn tựa như sắt thép, và chạm vào nhau lập tức tạo ra một tiếng nổ mạnh. Chương 180 tứ tông tranh tài tiếp tục. Sóng nhiệt khí lan ra thành từng vòng, dồn dập phóng ra khắp bốn phương tám hướng. Từ bốn phía, dưới ảnh hưởng của vụ nổ, chúng đệ tử đang vây xem đều lộ vẻ đau đớn, vội vàng che tay lại. Nhưng vẫn có người không đủ tu vi khiến cho huyết khí sôi trào, màng tai nổ tung. Phụt. Đợi đến khi sóng nhiệt tan hết, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là Phùng Đạo Vũ toàn thân rách dưới, cứ như vừa bị sét đánh trúng, hắn ta bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Sau khi ngã xuống đất, hắn ta nằm ngay đơ trên mặt đất, hôn mê tại chỗ, không biết sống chết. Phùng sư đệ. Người của Thanh Vân môn hét lên một tiếng, tuyển thủ chính Trương Nhạc Kiềm không được, suýt nữa đã nhảy ra. Không được hành động. Bạch Vũ Phàm cắn răng ngăn Trương Nhạc lại. Hiện tại hắn đã hiểu ra, mục đích của đối phương chính là ép Thanh Vân môn phải phái tuyển thủ chính ra ngay vòng thứ nhất. Nếu vậy, đến khi tranh đoạt linh khoáng thì bọn họ sẽ không còn người để sử dụng. Trận chiến này, Tần Phong Tử Viêm môn chiến thắng, nếu Thanh Vân môn không phái người xuất chiến, hai tòa thành sẽ thuộc quyền sở hữu của Tử Viêm môn.
Bạch Thu Thủy thản nhiên nói, thế nhưng những lời này vào tai đệ tử Thanh Vân Môn lại tựa như ma âm, khiến người ta khó có thể chấp nhận được. Bỏ quyền. Bạch Thiên Minh liếc nhìn sắc mặt Bạch Vũ Phàm, khẽ thở dài, nói một cách bất đắc dĩ. Bỏ quyền. Nói vậy nếu ta từ chối tấm lệnh bài này thì xem như bất kính rồi. Tần Phong há miệng cười lớn, gỡ xuống tấm lệnh bài đại diện cho hai tòa thành, sau đó quay về chỗ của Tử Viêm Môn và ngồi xuống. Lâm Nhất thầm than, tên đệ tử Tử Viêm Môn này đúng là cao thủ thao túng lòng người. Trước tiên hắn ta dùng thân pháp để chọc giận Phùng Đạo Vũ, đợi Phùng Đạo Vũ tiêu hao thật nhiều sức lực, sau đó mới dùng một chiêu quyết định thắng bại. Vừa rồi, trong tình huống như vậy, vốn dĩ Phùng Đạo Vũ gần như không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng lại tưởng rằng bản thân đã thật sự chọc giận đối phương. Đáng tiếc hắn chỉ là tuyển thủ dự bị, dù có lòng giúp đỡ thì cũng không làm được gì. Tứ Tông tranh tài tiếp tục. Ba vòng tiếp theo không biết là do Tam Tông đã thương lượng từ trước, hay bọn họ đã được nhận lợi ích từ Tử Viêm Môn mà tất cả cùng phái ra tuyển thủ chính của nhà mình khi giao đấu với Thanh Vân Môn. Cứ như đoán chắc đối phương không dám dùng tuyển thủ chính ra nghênh chiến. Kết quả cũng không có gì khác biệt, tất cả đều đoạt được hai tòa thành của Thanh Vân Môn. Sau 4 vòng, Thanh Vân Môn đã mất đi 15 tòa thành, bị ba đại tông môn còn lại chia cắt. Không gấp, chỉ cần giữ được linh khoáng, cho Thanh Vân Môn thêm 3 năm nữa thì toàn bộ những thứ đã mất đi đều có thể giành lại. Sắc mặt Bạch Vũ Phàm kiên nghị, cắn răng nói. Lúc này, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra Thanh Vân Môn đang ở trong tình thế gian nan nhất. Nếu vòng thi kế tiếp lại mất đi quyền khống chế linh khoáng thì quả thực là mất trắng. Linh khoáng có thể sản xuất ra linh thạch hạ phẩm. Mà linh thạch vốn dĩ có tác dụng rất quan trọng đối với võ giả, tương đương với tiền trong thế giới võ giả, có linh thạch nghĩa là có tất cả. Chương 181 ánh sáng chói lọi chiếu khắp bốn phương. Chỉ cần giữ được linh khoáng thì bọn họ có thể chấp nhận được việc mất đi 15 tòa thành trước đó. Thế nhưng, có thể giữ được ư? Không có Tô Hàm Nguyệt, Thanh Vân Môn lập tức bị đánh về nguyên hình. Thua quá thảm rồi, theo ta thấy thực lực của đệ tử bọn họ không phải yếu, nhưng lại hết lần này đến lần khác sập bẫy, đã thế còn không dám phái ra tuyển thủ chính. Bị người ta nhìn thấu át chủ bài rồi, hết cách, tất cả mọi người đều đánh bạc, chỉ có bọn họ không dám. Năm đó, Tô Hàm Nguyệt giúp Thanh Vân Môn thắng được Giang Sơn, hôm nay coi bộ tất cả đều phải trả lại. Dưới đài, võ giả nước Thiên Thủy bàn tán sôi nổi, khi nhắc đến Thanh Vân Môn, bọn họ đều lắc đầu. Bạch Thu Thủy đứng dậy tuyên bố, chấm dứt tranh đoạt thành trì, hiện tại ta tuyên bố bắt đầu vòng thứ 5 tứ tông tranh tài, vòng này chỉ có một phần thưởng duy nhất, đó chính là linh khoáng của Thanh Vân Môn. Boang! Vừa dứt lời, một tấm lệnh bài bay ra khỏi tay nàng ta. Rơi xuống trên đỉnh cột đá. Ánh sáng chói lọi chiếu khắp bốn phương. Lệnh bài đại diện cho linh khoáng vô cùng rực rỡ, sáng chói mắt người. Nó vừa xuất hiện, môn chủ của ba tông môn còn lại đều lộ vẻ tham lam. Linh khoáng quá mức quan trọng đối với tông môn, tất cả môn chủ đều hiểu rất rõ ý nghĩa của nó. Bạch Thu Thủy trầm giọng nói, quy tắc của vòng cuối cùng khác biệt so với bốn vòng trước. Tông môn chỉ được phái ra tối đa ba tuyển thủ xuất chiến. Ai có thể chiến bại tất cả tuyển thủ còn thừa lại của các tông môn khác thì người đó sẽ nhận được tấm lệnh bài khống chế linh khoáng duy nhất của nước Thiên Thủy này. Quy tắc như thế quả thật rất bất công với Thanh Vân Môn. Tuyển thủ Thanh Vân Môn phải gánh chịu áp lực từ xa luân chiến, nếu không thể chịu đựng được khiêu chiến của tam đại tông môn còn lại thì phải nhường lại linh khoáng. Thế nhưng trên đời này chưa từng có cái gọi là công bằng. Ai cướp được linh khoáng thì 3 năm sau cũng phải chịu xa luân chiến của tam tông. Năm đó Tô Hàm Nguyệt đã chiến đấu xoay vòng như vậy, một người một kiếm áp chế toàn trường mới có thể đoạt được linh quáng cho Thanh Vân Môn. Muốn đổi vương miện thì phải thừa nhận được gánh nặng của nó. Đối với tất cả tông môn thì linh khoáng còn có sức nặng hơn vương miện, chưa kể còn tàn khốc và đẫm máu hơn. Một vòng cuối cùng tất cả các môn phái đều sẽ chiến đến cùng, liều mạng ném ra tất cả các quân cờ trong tay mình. Chương Nhạc. Chương 182 có chút thú vị. Thanh Vân Môn Trương Nhạc, một trong ba tuyển chủ chính. Thực lực của hắn ta là không thể nghi ngờ, xếp thứ ba hàng năm trong cả Thanh Vân Môn. Cho dù có nhân tài mới nổi Hồ Tử Phong, nhưng cũng khó làm lu mờ được sự sắc bén của hắn ta, kỳ thực là một tay lôi cuồng kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Cũng coi như có chút tiếng tăm ở cả nước Thiên Thủy.
Nhưng bây giờ, Thanh Vân Môn hiện đang phải đối mặt với xa luân chiến của tam đại tông môn còn lại. Do hắn ta ra đánh trận đầu, nhiệm vụ giao cho hắn ta là ít nhất phải đứng vững trước sự khiêu chiến của hai người, cố gắng giảm bớt áp lực về sau cho thiếu môn chủ và Hồ Tử Phong. Bằng không, Thanh Vân Môn bất luận thế nào cũng không thể kháng cự thêm được nữa. Thanh Vân Môn hiện nay giống như một con thuyền nhỏ trước phong ba sóng lớn, tùy ý lúc nào cũng có thể bị lật úp. Thanh Vân Môn trước đó đã bị thua mất 15 tòa thành trì, đã không thể tiếp tục thua thêm được nữa. Nếu không giữ được mỏ linh quạng này thì cả tông môn coi như xong đời. Siêu. Đúng lúc mọi người đều cho rằng tam đại tông môn có thể sẽ do dự rất lâu mới có người ra trận. Thì một thân ảnh phóng khoáng như cuồng phong xẹt qua đám người, sau đó lại lăng không ba điểm hạ xuống. Thân như làn khói, nhẹ nhàng như mây mà tới. Lâm Nhất chỉ nhìn thân pháp này là biết Liễu Vân Phi của Tử Viêm Môn ra trận rồi. Hai tháng trước hắn đã được chứng kiến thân pháp này của đối phương, Yên Vân Quyết. Lăng không hư điểm ba bước, như vậy chính là đã lô hỏa thuần thanh. Hư điểm ba bước, trước đây nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sơ hở cũng không ít, Lâm Nhất quan sát một hồi, trong lòng thầm nghĩ. Theo hắn thì Yên Vân Quyết vẫn còn một vài sơ hở, nhưng trong mắt võ giả quan sát thì lại như thiên nhân. Yên Vân Quyết, cuối cùng cũng được nhìn thấy Yên Vân Quyết rồi. Liễu Vân Phi lại là người đầu tiên ra trận, hắn ta như vậy là muốn làm gì? Lẽ nào, muốn học Tô Hàm Nguyện năm đó, một mình khiêu chiến cả Thanh Vân Môn? Có chút thú vị. Tên tuổi của Liễu Vân Phi sớm đã như sấm bên tai. Chương 183 ít nhiều lấy lại chút thể diện. Xung quanh diễn võ trường kinh hô không thôi, mọi người đều không ngờ được, hắn lại lâm trận sớm như vậy. Xoát. Sau khi hạ xuống, Liễu Vân Phi rút ra một chiếc quạt giấy, ung dung xòe ra. Sao hả, thấy ta nên rất bất ngờ đúng không? Liễu Vân Phi ung thung phe phẩy chiếc quạt, thấy sắc mặt của Trương Nhạc khẽ dao động, mỉm cười nói, hay là sợ rồi. Chưa đợi cho Trương Nhạc trả lời, hắn ta đã giả bộ cảm thán nói, cũng đúng, dù sao thiếu môn chủ của các ngươi cũng bại dưới tay ta, ngươi sao có thể là đối thủ của ta được. Liễu Vân Phi, đừng ức hiếp người quá đáng, cho dù hôm nay không phải là đối thủ, ngươi muốn thắng ta cũng không dễ dàng vậy đâu. Thấy đối phương khinh thường mình như vậy, Trương Nhạc tức giận. Được thôi, vậy để ta mở mang lôi cuồng kiếm pháp của người rốt cuộc điên cuồng cỡ nào. Liễu Vân Phi thờ ơ nói, bày ra tư thế xin mời. Trên đài cao, tông chủ của Tử Viêm Môn Liễu Dự tính sẵn trong đầu, cười không khép miệng, nhìn về phía Bạch Thiên Minh nói, Bạch Huynh, Huynh nói xem Trương Nhạc này sẽ bại trong mấy chiêu. Bạch Thiên Minh trầm giọng nói, còn chưa giao thủ, thắng bại sao đã định được. Ha ha, ta thấy Huynh thua đến mức choáng váng rồi, những lời nói lừa mình dối người này mà cũng nói ra được. Liễu Dự cười lớn không ngừng. Khiến mấy tay trưởng lão của Tử Viêm Môn bên cạnh cũng cùng hùa vào cười theo. Trong lòng Bạch Thiên Minh nín nhịn, nhưng không nói được câu phản bác nào, Thanh Vân Môn quả thực đã thua đủ thảm rồi. Ánh mắt nhìn về phía Trương Nhạc trên võ đài, chỉ mong đợi hắn ta cho dù có bại cũng phải khiến đối thương trọng thương mới được. Ít nhiều lấy lại chút thể diện. Chính thức giao thủ, lửa giận trên mặt Trương Nhạc lại rất nhanh bình tĩnh lại. Keng. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Tựa như sấm sét, đâm thẳng về phía Liễu Vân Phi. Đang. Liễu Vân Phi khép chiếc quạt trong tay lại, nhẹ nhàng vung tay đã có thể chặn được một kiếm đâm về trước ngực này. Quá chậm, chậm đến mức suýt chút nữa là ta không chịu nổi. Liễu Vân Phi tiếp một kiếm này xong thì lên tiếng cười nhạo. Hồn hển. Chương 184 nhãn lực thật khiếp người. Trương Nhạc mặt không hoảng hốt, không chút dao động, quay người đâm ra một kiếm nữa tới. Chỉ nghe thấy tiếng gió xé bên tai, trong một hơi thở hắn ta đã chém ra 9981 kiếm. Trong khoảnh khắc bóng kiếm trùng điệp, có âm thanh rền vang như tiếng sấm nổ, đã thi triển ra không sót chút gì tinh túy của lôi cuồng kiếm pháp. Liễu Vân Phi cười nhạt, hai tay mở ra, mũi chân điểm nhẹ. Thân người như bông liễu thổi ngược về sau, né tránh được sự công kích mãnh liệt nhất trong kiếm thế của đối phương. Né tránh được sự bao phủ của lôi cuồng kiếm pháp một cách hoàn mỹ, sau đó vung tay múa quạt. Chiếc quạt giấy trong tay hắn ta tựa như một đóa hoa tươi, lúc thì nở ra, lúc thì khép lại, thuận theo độ rung của cổ tay mà hoa ảnh bay tứ tung, nháy mắt nhìn lại còn tưởng rằng cả khóm hoa đang nở tung.
Âm thanh leng keng chợt vang lên, một kiếm lôi cuồng trùng điệp của Trương Nhạc cứ như vậy đã bị hóa giải một cách nhẹ nhàng. Trong lúc mọi người đều đang hoa mắt vì động tác trong tay thì Lâm Nhất lại vẫn nhạy bén nắm bắt được nhịp độ của Liễu Vân Phi. Yên Vân Quyết quả thực lợi hại, thế nhưng trong lúc giao thủ vẫn có thể hoàn toàn giảm bớt lực, phối hợp với chiếc quạt trong tay, quả thực phóng khoáng tự nhiên. Trương Nhạc trong trận đấu cơ hồ như hóa thành lôi cuồng, kiếm thế liên miên không dứt thi triển ra, tiếng gầm rú không ngừng bên tai khiến hai tai mọi người ong ong, mà không có một khắc dừng lại. Nhưng từ đầu đến cuối, Liễu Vân Phi đều không bị kiếm thế của hắn ta chụp lấy, hoàn toàn không để lôi cuồng kiếm pháp xuất thần nhập hóa đả thương tới bản thân. Vô vị. Nụ cười trên gương mặt Liễu Vân Phi đột nhiên biến mất. Hắn ta như một con bướm phiêu giật linh động đột nhiên dừng bước chân lại, cánh quạt trong tay mạnh mẽ xòe ra. Oanh. Chỉ thấy khí thế trên người hắn ta ngưng tụ, quạt giấy xòe ra mạnh mẽ đánh lên thân kiếm của đối phương. Keng, lực đạo chấn động, thân kiếm vặn vẹo như một con rắn. Ngũ quan của Trương Nhạc run rẩy, tay phải cầm kiếm dưới một kích tấn công này của đối phương đã bị chấn động đến gãy cả xương. Nhãn lực thật khiếp người. Trong lòng Lâm Nhất khẽ kinh ngạc, người ngoài chỉ biết nói Liễu Vân Phi tùy tiện đánh một chiêu cũng đã làm gãy được xương tay của Trương Nhạc. Nhưng trên thực tế, hắn lại nhìn ra rất rõ, đối phương đã nhạy bén nắm bắt được sơ hở trong kiếm thế của Trương Nhạc. Nhưng Trương Nhạc là người trong cuộc lại kinh hãi không hiểu, bị trạng thái vô địch của Liễu Vân Phi tạo nên làm cho chấn động. Chương 185 Trương Sư Đệ. Lôi cuồng kiếm pháp này của ta lại bị hắn nhẹ nhàng phá vỡ chỉ bằng một kích. Tinh thần không khỏi rơi xuống đáy vực, cảm xúc tuyệt vọng và không cam lan ra. Thiếu môn chủ còn mong chờ vào ta, ít nhất có thể chống đỡ được hai lần khiêu chiến. Lúc này không những không thể đứng vững trước một làn dao động, thậm chí đến đả thương đối phương cũng không được, thất bại một cách thê thảm. Đáng giận. Cho dù có liều mạng phải chết, ta cũng phải khiến Liễu Vân Phi trọng thương. Trương Nhạc mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nội kình điên cuồng tiêu hao, gầm lên một tiếng. Kiếm trong tay phải đổi sang tay trái với thế như sấm sét. Trang phục điên cuồng tung bay, hắn ta như phát điên, tự bỏ phòng thủ. Quyết định một kiếm liều mạng. Bộ dạng đó cực kỳ dọa người, hai mắt phủ đầy tia máu, nhìn như một con dã thú. Trường bào trên người không chịu nổi khí thế cuồn cuộn này mà rách toạc ra. Trương Nhạc này muốn đồng quy vu tận sao? Toàn trường một phen xôn xao, tất cả những đệ tử đang quan sát trận đấu đều sợ hãi vì cảnh tượng này. Cho dù có là vì tông môn thì cũng không đến mức phải liều mạng như vậy chứ. Trương Sư Đệ. Bạch Vũ Phàm trước đó thần sắc vẫn luôn giữ vẻ chừng mực thấy vậy cũng không kiềm chế được, lần đầu tiên bị kích động trong tứ tông tranh tài đến mức đứng bật dậy. Liễu Vân Phi trên đài đấu võ mặt lại tỏ ra khinh miệt. Hắn ta gặp nguy không loạn, quạt giấy khép lại, với tốc độ như tia chớp vẽ ra một đường cong như trường kiếm. Vừa hay đánh lên bên trên vào đúng khoảnh khắc Trương Nhạc đổi sang cầm kiếm tay trái. Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục, trường kiếm còn chưa kịp cầm chắc đã trực tiếp bị đánh bay đi. Không cho Trương Nhạc thời gian phản ứng, quạt giấy của Liễu Vân Phi như một cái bạt tai giáng lên mặt Trương Nhạc. Chương 186 mặt lộ ra vẻ không cam. Búp. Gương mặt nháy mắt bị đánh sưng phồng, một ngụm máu tươi phun ra cùng với cả răng. Khí thế liều chết của Trương Nhạc hoàn toàn bị đánh tan. Tùng tùng. Vẫn chưa kết thúc, ánh mắt Liễu Vân Phi lóe lên tia âm lãnh, liên tiếp xuất ra hai cước. Đầu gối của Trương Nhạc vỡ tan, cứ như vậy quỳ sụp xuống mặt đất. Liễu Vân Phi đạp một chân lên mặt đối phương, thản nhiên mở quạt ra rồi nhìn về phía đài cao nói, Thanh Vân Môn đều là một đám vô dụng chỉ biết liều chết thôi sao. Tiểu đệ ta thật sự bị dọa cho run lẩy bẩy rồi, ha ha. Sự tàn nhẫn của hắn ta và nụ cười trên mặt hắn ta tạo nên vẻ đối lập cực mãnh liệt. Ngay cả những khán giả đang xem vốn nên ủng hộ hắn ta cũng cảm thấy không rét mà run, hiện trường yên tĩnh như cõi chết. Thiếu môn chủ, ngươi để ta xuất chiến đi, Lâm Nhất nghẹn khuất trong lòng, thật sự không kiềm chế được nữa, đứng lên yêu cầu tham gia chiến đấu. Thiếu môn chủ, ngươi để ta xuất chiến đi. Ba tuyển thủ dự bị còn lại của Thanh Vân Môn cũng đứng lên, sắc mặt phẫn nộ không thôi. Bạch Vũ Phàm liếc mắt nhìn, cười nói, đa tạ, nhưng có những lúc khoảng cách thực lực không phải có thể lấy dũng khí để bù đắp được. Hồ Tử Phong cùng ta xuất chiến đi.
Siêu. Nói xong bèn cùng Hồ Tử Phong bay về phía đài đấu võ. Nếu như những tông môn khác cho dù biết tuyển thủ dự bị không phát huy được tác dụng lớn trong trận quan trọng, thì cũng sẽ chọn để những người này làm vật hy sinh mà cho xuất trận, không cần quan tâm đến hiệu quả hay không. Nhưng Bạch Vũ Phàm lương thiện, thực sự không muốn những người này lên để chịu nhục nên đã từ chối bọn họ. Lâm Nhất siết chặt nắm tay phải, mặt lộ ra vẻ không cam. Hắn rất muốn nói với Bạch Vũ Phàm, Liễu Vân Phi không mạnh như hắn ta đang thể hiện ra, Thanh Vân Môn vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng. Hai tấm vương bài cuối cùng của Thanh Vân Môn, Hồ Tử Phong và Bạch Vũ Phàm cùng lúc xuất trận. Dựa theo quy tắc của vòng thứ 5, một tông môn có thể cùng lúc phái ra 3 người nghênh chiến, trong một trận nhiều nhất là 6 người cùng chiến đấu. Liễu Vân Phi trên đài đấu võ thấy hai người cùng lúc giết đến, cười khẩy nói, đến đúng lúc lắm. Thình thịch. Chương 187 ẩn chứa khí tức nóng rực. Vừa dứt lời, hắn ta giẫm nát chương nhạc dưới chân rồi một cước đá bay đi. Chợt nghe thấy một âm thanh cực lớn, chương nhạc giống như một viên pháo bắn về phía Bạch Vũ Phàm sắp hạ xuống đất. Thần sắc Bạch Vũ Phàm khẽ thay đổi, nếu như cưỡng ép đón lấy thân thể này của chương nhạc, thì lập tức sẽ bị đụng thương, nhưng nếu không đón lấy thì căn bản là cũng không thể làm thế được. Chỉ có thể nói Liễu Vân Phi con người này thật sự quá độc ác nham hiểm, rất giỏi lợi dụng tình người. Trong khoảnh khắc, Bạch Vũ Phàm đã ra quyết định, quay người xẹt qua. Tiếng kinh hô vang lên, trong lúc mọi người đều cho rằng Bạch Vũ Phàm từ bỏ Trương Nhạc, thì hắn ta quay người lại tóm chặt lấy chân của Trương Nhạc, giảm bớt lực đạo trên người của hắn ta ngay giữa không trung. Giơ tay lên, chậm rãi đưa đi. Cơ thể của Trương Nhạc nhẹ nhàng hạ xuống vị trí của Thanh Vân Môn. Đệ tử Thanh Vân Môn lập tức đứng lên đón lấy Trương Nhạc. 2. Hành động gặp nguy không loạn của Bạch Vũ Phàm trong không trung không những đã cứu được Trương Nhạc, mà còn khiến bản thân không bị thương. Một loạt động tác được hoàn thành trong khi suýt chút nữa là xảy ra tai nạn, làm cho cả hội trường trầm khổ khen ngợi hô to lên. Một mặt khác, Hồ Tử Phong hạ xuống trước, tay trái chống đất, cơ thể cong lên hình bán cung. Ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Vân Phi, không nói một lời. Tựa như một con hùng ưng dương cánh lao tới. Chớp mắt đã đến trước mặt Liễu Vân Phi, song quyền không ngừng đánh ra, mỗi một chưởng đều nặng như ngàn quân, ẩn chứa khí tức nóng rực. Điều gây kinh ngạc nhất là sau hơn 10 chưởng mà khí tức nóng rực đó vẫn sôi trào tại cùng một chỗ, hoàn mỹ kết hợp với khí thế trên người Hồ Tử Phong, hình thành lên từng đợt làn sóng nhiệt cuồn cuộn đàn áp tới. Cơ thể của Hồ Tử Phong chính là một ngọn núi lửa mênh mông, không ngừng phun trào. Sắc mặt Liễu Vân Phi hơi ngưng lại, cười nói, có bản lĩnh đấy, nhưng như vậy mà muốn áp đảo được ta thì vẫn có chút ngây thơ. Chợt thấy bàn tay của hắn ta đột nhiên biến thành màu tím như ngọc lưu ly, bắt đầu đánh với Hồ Tử Phong. Thình thịch, hai người đều ẩn chứa nội kình mênh mông, giống như một cái nồi hơi ùn ục sôi trào, cơ thể như dã thú mạnh mẽ. Mỗi một quyền chạm nhau đều phát ra những tiếng nổ kinh người. Mặt đất như vang lên tiếng sấm sét. Khiến đầu óc mọi người bị chấn động ong ong. Chiến lược đỉnh cấp của đệ tử nội môn nước Thiên Thủy Hoàn Mỹ thi triển ra trước mặt vô số võ giả, khiến người xem chấn động không thôi. Từ sau khi bàn tay của Liễu Vân Phi chuyển sang màu tím, mỗi một chưởng của hắn ta đối hợp lại đều bắt đầu giảm ưu thế. Sau vô số chưởng, làn sóng nhiệt ngập trời đó hoàn toàn bị hắn ta ngang ngược làm cho cuộn ngược lại. Trong lòng Hồ Tử Phong hoảng hốt, mặt lộ ra vẻ chật vật. Bắt đầu lùi từng bước về sau. Siêu. Đúng lúc này, Bạch Vũ Phàm hạ từ trên không trung xuống, bàn chân mạnh mẽ hạ xuống mặt đất. Cả người giống như diều hâu, bay lên không lao tới, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta có chút không bắt kịp. Phất tay lên hung hăng chộp tới bằng một chiêu ưng trưởng công. Liễu Vân Phi mỉm cười, chiếc quạt giấy ở tay kia mở ra, thân ảnh tựa như trăm hoa khiêu vũ, xoay người trở lại liền né được một chảo tinh diệu này của Bạch Vũ Phàm. Đồng thời vẫn không quên tiếp tục áp chế Hồ Tử Phong. Chương 188, sỉ nhục Thanh Vân Môn. Trời ơi, tay Liễu Vân Phi này mạnh thật, Tử Viêm Môn không cần một ai ra trợ giúp hắn ta. Trước đây người khác nói hắn ta 10 chiêu đã đánh bại Bạch Vũ Phàm, ta còn không tin, bây giờ không tin cũng phải tin rồi. Tử Viêm Môn làm như vậy là đúng, bọn họ phải bảo tồn lực lượng, nghênh đón sự khiêu chiến của Cuồng Đao Môn và Huyền Dương Môn. Ồ! Tô Hàm Nguyệt vừa đi, Thanh Vân Môn đã bại nhanh quá. Khán giả quan sát bên dưới võ đài liên tiếp lên tiếng kinh ngạc thán phục.
Vốn cho rằng hai tấm vương bài cuối cùng của Thanh Vân Môn có thể xoay chuyển được chiến cục, ai ngờ lại bị một mình Liễu Vân Phi nhẹ nhàng chặn đứng lại. Hồ Sư Huynh, cố lên! Đệ tử Thanh Vân Môn sốt ruột đến mức sắp bật khóc, nhưng thế cục trận đấu vẫn không thay đổi chỉ vì những tiếng hò hét của họ. Không phải nói Hồ Sư Huynh sắp đột phá võ đạo tầng 9 rồi sao? Làm gì dễ dàng như vậy? Hai tháng trước Thiếu Môn Chủ đã là võ đạo tầng 8 đỉnh phong, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Cách nhau một chút chính là cách biệt một trời một vực, Liễu Vân Phi vẫn quá mạnh. Đệ tử Thanh Vân Môn không ngừng than thở, đều không ngờ lại có kết cục như thế này, hai đại vương bài đã ra tay mà vẫn không địch lại một mình Liễu Vân Phi. Dường như rất ngoài ý muốn, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp tình hợp lý. Hai tháng trước, Liễu Vân Phi đã đánh bại Bạch Vũ Phàm chỉ trong 10 chiêu. Liệt Dương Trưởng. Đột nhiên, trên đài đấu võ sóng nhiệt ngập trời, trên người Hồ Tử Phong bạo phát ra khí thế vượt xa võ đạo tầng 8. Chỉ thấy hắn ta đánh ra một trưởng, lòng bàn tay như có lửa cháy thiêu đốt, giống như một quả cầu lửa. Khí thế khổng lồ như núi non, rền vang đánh tới, ra sức bao trục lấy Liễu Vân Phi có thân pháp nhanh nhẹn. Võ kỹ tiên thiên. Người xem xung quanh lập tức lòng đầy kinh hãi, đây là lần đầu tiên trong tứ tông tranh tài có người thi triển ra võ kỹ tiên thiên. Sắc mặt Liễu Vân Phi thoáng chút kinh ngạc, rõ ràng không ngờ được Hồ Tử Phong lại ẩn giấu võ kỹ tiên thiên. Cơ hội tốt. Mắt Bạch Vũ Phàm sáng lên, không chút do dự đồng thời thi triển ra võ kỹ tiên thiên do bản thân nắm giữ. Thanh Vân Phá. Chỉ nghe thấy hắn ta quát lớn một tiếng, toàn thân tản mát ra khí thế bàng bạc rồi đột nhiên thu lại, cố gắng ngưng tụ vào trong cơ thể, một xíu cũng không tiêu sái ra ngoài. Bay thẳng lên giống như một áng mây xanh, hai ngón tay khép lại, lăng không một điểm. Nhất thời, trên đài đấu võ hai võ kỹ tiên thiên tựa như cùng lúc hiện ra. Cuồng phong bốn phương đại khởi, hơi nóng tập kích mọi người khiến người xem cảm thấy cực kỳ khó chịu như có một tảng đá khổng lồ đè trước ngực. Đó chính là dị tượng và áp lực phóng xạ xảy ra khi thi triển võ kỹ tiên thiên. Khoảnh khắc này, trên mặt Liễu Vân Phi lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thiếu môn chủ của Cuồng Đao Môn và Huyền Dương Môn cũng trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Liễu Vân Phi. Sâu trong nội tâm bọn họ đương nhiên hy vọng Liễu Vân Phi và Thanh Vân Môn cùng liều mạng ta sống người chết. Sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi, tận mắt chứng kiến Liễu Vân Phi gặp phải áp lực lớn như vậy, trong lòng bọn họ đều âm thầm mong đợi. Siêu! Liễu Vân Phi vung tay ra, quạt giấy trong tay bị hắn ta trực tiếp ném lên không trung. Trên dưới toàn thân đột nhiên tản mát ra từng đợt hàn khí màu tím, mặt như đổ gốm, tím đến dọa người. Đây là Tử Vân Quyết tầng 7 đại viên mãn. Đỏ cam vàng lục thanh lam tử, mỗi một tầng Tử Vân Quyết tượng trưng với một màu sắc, Liễu Vân Phi tuổi còn trẻ như vậy mà đã tu luyện được đến đỉnh phong viên mãn. Công pháp bình thường bất quá cũng chỉ có 5 tầng, trong nước thiên thủy chỉ có Tử Vân Quyết có 7 tầng, đây đúng là muốn nghịch thiên mà. Những người vốn còn hơi lo lắng cho Liễu Vân Phi, sau khi thấy hắn ta thi triển ra Tử Vân Quyết đỉnh phong thì hoàn toàn chấn động. Chợt thấy toàn thân hắn ta tỏa ra khói khí màu tím, cùng với trên đỉnh đầu từ từ ngưng tụ thành một tấm bia đá. Tử khí đông lai, bát vân kiến nhật. Trong khoảnh khắc bia đá hình thành, song quyền đồng thời đánh ra. Một quyền tử khí đông lai, một quyền bát vân kiến nhật, tấm bia đá trên đỉnh đầu bất động như núi. Oanh! Khi hai quyền đánh ra, vừa vặn đón lấy hai võ kỹ tiên thiên của Hồ Tử Phong và Bạch Vũ Phàm, chợt nghe thấy một tiếng nổ cực lớn. Núi đá cứng rắn trên mặt đài đấu võ ầm ầm vỡ vụn, vô số bụi bặm và vụn đá bay tung lên trời. Hồn hển! Chưa đợi đến lúc bụi bặm lắng xuống, hai đạo nhân ảnh giống như bao cát bị bắn mạnh ra ngoài. Chính là Hồ Tử Phong và Bạch Vũ Phàm, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, dĩ nhiên đã bại. Mở ra! Một tiếng quát nhẹ trên đài đấu võ vang lên, chợt thấy Liễu Vân Phi lần nữa cầm lấy quạt giấy vung mạnh một cái, bụi bặm đầy trời bị hắn mạnh mẽ thổi tiêu tan hết đi. Khóe miệng hắn ta cũng rỉ ra một tia máu, nhưng khí sắc thì vẫn hồng hào, vẫn tỏ ra rất sắc bén ung dung. So với hai người Hồ Tử Phong mặt mày tái nhợt, thần sắc uể oải thì rõ ràng hắn ta chỉ bị thương nhẹ. Hai tên phế vật, lại dám đả thương ta. Liễu Vân Phi tay trái lau khóe miệng, nhìn vết máu trên tay mà giận tím mặt. Sát khi băng lãnh trong ánh mắt tán giật ra bên ngoài. Chỉ thấy hắn ta bay người về phía trước, không đợi cho hai người Bạch Vũ Phàm hạ xuống đất đã đấm ra song trường. Siêu! Quyền mang bắn lên ngực của hai người, chỉ nghe thấy âm thanh xương sườn đứt gãy, sắc mặt hai người cắt không còn giọt máu.
Đến sau khi hai người bị rơi xuống đất thì tay ôm ngực, đều không thể đứng lên được nữa. Thú vị, hai tên vô dụng đến đứng lên cũng không làm được, mà vẫn không bỏ quyền. Liễu Vân Phi khóe miệng nhếch lên cười khẩy, phe phẩy chiếc quạt, từng bước đi tới. Sát khí lạnh lẽo tản ra trên người hắn, từng bước đến gần, đem lại cho người ta sự hoảng sợ cực lớn. Trong lòng hai người Hồ Tử Phong và Bạch Vũ Phàm không thể ngừng sợ hãi, chống tay xuống đất, bất giác mất tự chủ lùi về sau. Trong lòng không thể khống chế nỗi sợ hãi, nhưng ánh mắt của hai người đều không toát lên ý muốn bỏ cuộc, bởi vì Thanh Vân Môn chỉ còn lại hai người bọn họ thôi. Hai người họ một khi bỏ quyền thì Thanh Vân Môn coi như xong đời. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được tình hình trên đài đấu võ, Liễu Vân Phi đang sỉ nhục Thanh Vân Môn trước mặt tất cả mọi người trong nước Thiên Thủy. Bộ dạng nằm trên đất bị bước ép lui về sau của Bạch Vũ Phàm và Hồ Tử Phong có khiến mọi người đau lòng thế nào cũng không thể thay đổi được kết cục. Nào nào nào, bỏ nhanh một chút, có lẽ ta thật sự sẽ cho hai ngươi cơ hội hồi phục thể lực đó. Liễu Vân Phi nổi ý muốn chơi đùa, vẻ mặt cười khẩy, cứ như vậy ra sức sỉ nhục, đùa giỡn hai người. Chương 189, chớ khinh Thanh Vân ta không người. Đủ rồi. Thế nhưng đúng lúc này, trên quảng trường yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Ai? Ngay khi mọi người cảm thấy nghi hoặc không thôi, cùng tìm kiếm người vừa lên tiếng thì một bóng người đột ngột chắn ở trước mặt Liễu Vân Phi. Người vừa đến từ từ đứng dậy, trên người là trường sam với hai màu xanh trắng giao nhau của tông môn. Tóc dài bị gió cuốn bay để lộ một khuôn mặt điển trai có hơi non nớt. Thế nhưng ánh mắt lại trong vắt, dường như có ánh sáng lấp lánh bên trong, tựa như một làn thu thủy. Lâm Nhất, ngươi không phải đối thủ của hắn, mau đi đi. Phía sau lưng, khi nhìn thấy bóng người vừa đến, vẻ mặt Bạch Vũ Phàm thoáng trở nên căng thẳng, hắn ta cao giọng nói. Một tuyển thủ dự bị mà cũng muốn nghịch thiên cải mệnh à. Cút. Liễu Vân Phi cười lạnh, thân thể tựa như một làn khói, ra tay nhanh như chớp, quả thép trên tay hắn ta như một lưỡi dao sắc bén đánh tới. Nghe thấy tiếng của Bạch Vũ Phàm, Lâm Nhất thoáng phân tâm, hắn đang định lên tiếng trấn an đối phương nhưng không ngờ lúc này Liễu Vân Phi lại đột ngột ra tay. Thế công mạnh mẽ sắc bén lập tức được triển khai, chỉ trong vài hơi thở, quạt xếp tựa như hoa nở hoa tàn hơn 10 lần. Mỗi một lần đều vô cùng hung hiểm, một khi bị đánh trúng e là sẽ bị gọt sạch một nửa đầu. Do quá bất ngờ, không kịp đề phòng nên hắn phải cố sức tránh đi chỗ hiểm, miễn cưỡng xuất chiêu 3 lần. Lui ra sau hơn 10 bước, Lâm Nhất mới đứng vững được, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện khăn trùm đầu trên trán đã bị đối phương tháo xuống. Nhìn thấy ấn ký ở mi tâm Lâm Nhất, Liễu Vân Phi cười nhạo, Thanh Vân Môn đã suy bại đến mức cần một tên kiếm nô đứng ra thay đổi cục diện à. Một ngày làm nô, cả đời khắc ấn. Toàn trường lập tức bàn luận xôn xao, không chỉ những người đang xem cuộc chiến, thậm chí trên đài cao, tất cả thành viên của tông môn đều lộ vẻ kinh ngạc. Kế đó, bọn họ liên tục lắc đầu cảm thán, quả thực Thanh Vân Môn đã suy bại đến mức không hợp với lẽ thường. Lâm Nhất lơ đánh mân mê cúc áo được chế bằng ngọc trên tay. Hắn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, đệ tử Tử Viêm Môn đều không có thói quen mặc quần à. Sắc mặt Liễu Vân Phi thoáng thay đổi, lúc này hắn ta chợt cảm thấy bên dưới mắt lạnh. Đai lưng của trường sam bị mất cúc lập tức tuột ra, quần cứ thế mà rơi xuống. Liễu Vân Phi vốn đang đong đưa quạt xếp bỗng chốc đờ người ra. Từ trước đến nay hắn ta vốn tự xưng là phong lưu, hiện tại muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ. Trở tay không kịp, hắn ta chỉ có thể vội vàng nắm quần kéo lên. Víu. Nhưng đúng lúc này, hàn quang chợt lóe, cúc áo trong tay Lâm Nhất hóa thành ám khí chí mạng lao đến. Ngay lập tức, Liễu Vân Phi gặp phải nan đề khó giải nhất kể từ lúc chào đời cho đến nay, cái quần này muốn mặc hay không mặc. Nếu mặc thì chắc chắn sẽ bị cúc áo đánh trúng, nhẹ thì tổn thương da thịt. Nặng thì bị chấn nát nội tạng. Còn nếu không mặc thì chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Chớ khinh Thanh Vân ta không người. Lâm Nhất lại không cho hắn ta có cơ hội suy nghĩ, hắn nhảy vọt lên, hóa thành mãnh hổ vồ tới. Mãnh hổ quy sơn, bách thú triều bái. Lâm Nhất nhảy lên không trung, thể hiện được rất rõ chân ý của hổ vồ, tựa như mãnh hổ đang giận dữ nhào đến. Lúc này đây, mặt Liễu Vân Phi đỏ bừng. Vẫn còn đang bối rối tự hỏi, mặc hay không mặc. E là hiện tại tất cả võ giả đang có mặt xem chiến đều cảm thấy sốt ruột thay hắn. Trước có ám khí như tên bay đến, sau có Lâm Nhất vồ tới, thế như mãnh hổ. Khi thấy cảnh tượng này, hầu hết mọi người đều nghĩ, theo ta thấy cái quần này vẫn nên không mặc thì tốt hơn, ít nhất cũng giữ được mạng.
Nhưng Liễu Vân Phi không hổ là Liễu Vân Phi. Trong tình huống xấu hổ khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã có một hành động mà không ai ngờ đến. Hắn ta tựa như một con người lăn lộn tại chỗ, né tránh thế công của Cúc Áo. Trong lúc lăn, hắn ta đã nhanh tay thắt một cái nút thắt trên đai lưng. Có câu nói, dưới hông có gió, thắt lưng không yên. Khoảnh khắc đai lưng được thắt lại, Liễu Vân Phi tựa như vừa uống linh đan diệu dược, thắt lưng lập tức đứng thẳng lên. Hắn ta cảm thấy rất tức giận, hận không thể làm thịt Lâm Nhất ngay tại chỗ. Thiếu môn chủ, vậy mới tốt chứ. Đệ tử Tử Viêm môn nín thở quan sát, khi nhìn thấy hành động mây trôi nước chảy của Liễu Vân Phi, cả đám liền hô to lên. Nhưng trên đài luận võ, ngay khi Liễu Vân Phi vừa đứng dậy, còn chưa kịp xả hết lửa giận trong lòng thì một bóng người đã nhào đến. Lâm Nhất đã đoán trúng vị trí hắn ta đứng lên, hắn nhảy vọt lên không, hai chân vừa khéo đặt ngay trước ngực Liễu Vân Phi. Ở vị trí cao hơn, Lâm Nhất chiếm hết ưu thế, hai chân chuyển động như gió, không ngừng đá vào ngực hắn ta. Mỗi một cước đều ẩn chứa nội kình cứng rắn và dồi dào của thuần dương công, tựa như sắt thép mạnh mẽ. Bịch bịch bịch. Một loạt tiếng nổ mạnh như sét đánh quanh quẩn trên đài luận võ to lớn, giữa không trung, có thể nói Lâm Nhất không chút nào lưu tình. Sau khi đá mấy chục cước, cú nhảy vọt lên sắp hết đà, hắn bèn tung một cú đá cực mạnh đánh bay đối phương. Phụt. Liễu Vân Phi phun ra một ngụm máu tươi, sau khi hạ xuống, ánh mắt hắn ta lộ vẻ khó có thể tin được. Hắn ta lại bị một tên kiếm nô đá đến mức trở tay không kịp. Bạch Vũ Phàm cùng Hồ Tử Phong liên thủ cũng chỉ khiến hắn bị thương nhẹ mà thôi. Được lắm, để ta xem tên kiếm nô nhà ngươi còn có bản lĩnh gì. Vẻ mặt Liễu Vân Phi thay đổi, không bao lâu sau đã khôi phục bình thường, hắn ta chỉ cho rằng là do bản thân chủ quan. Vèo. Thân ảnh lóe lên. Vung ra một trường, trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lưu ly màu tím nhạt. Phối hợp với Yên Vân Quyết của hắn, hệt như lúc đánh bại Phùng Đạo Vũ, xuất trường như gió giết về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất cười nhạt một tiếng, dưới sự hỗ trợ của tiên thiên thuần dương công dùng mãnh hổ quyền viên mãn đỉnh phong nghênh đón. Ầm. Phút chốc quyền trường giao nhau phát ra một tiếng nổ mạnh như sấm rền, khiến cho mặt đất vốn đã bị hư hại lại xuất hiện thêm khe nứt. Đối mặt với một trường dùng toàn lực của đối phương, Lâm Nhất chỉ lui về sau một bước, đấu ngang tải ngang sức. Toàn trường kinh hãi, bàn luận xôn xao. Trước đó, Lâm Nhất điên cuồng đá Liễu Vân Phi có thể xem là chiếm được lợi nhờ vào mưu mô, đi đường tà, là do Liễu Vân Phi chủ quan nên mới vậy. Thế nhưng ngay lúc này, tên kiếm nô võ đạo tầng 7 kia lại có thể ngăn được một trường toàn lực của Liễu Vân Phi. Chương 190, Liễu Vân Phi thảm bại. Để ta xem ngươi chống cự được đến khi nào. Liễu Vân Phi mặt tỏ vẻ giận dữ quyền sau hung ác hơn quyền trước bổ nhào tới, khí thế trên người đáng sợ vô cùng. Ầm, keng. Hai người trên đài đấu võ giống như hai con quái thú hung mãnh, quyền trường giao nhau, mỗi lần đều bạo phát ra làn sóng kinh thiên, thanh chấn toàn võ trường. Khắp cả tràng luận võ khẽ rung động dưới đòn tấn công nặng nề không ngừng này. Mặt của Liễu Vân Phi đã phình ra thành một mảng màu tím, khói tím trên người nhàn nhạt tản ra. Tử Vân Quyết đã được hắn ta toàn lực xuất ra. Kỳ lạ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Một người có tu vi võ đạo tầng 9, một thân Tử Vân Quyết đỉnh phong viên mãn, sao lại không làm gì được tên kiếm nô này? Ta cũng không hiểu, đấu đến bây giờ mà vẫn không chút sức mẻ. Khán giả quan sát trận đấu bên dưới đã hết sức hoang mang, hoàn toàn không thể hiểu nổi cục diện hiện tại. Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ hơn đã xảy ra rồi. Liễu Vân Phi thế nhưng đã phải lui lại. Trong đợt đối đầu điên cuồng này, người phải lui trước lại chính là người mà không ai ngờ đến. Trong lòng Liễu Vân Phi có nỗi khổ không nói ra được, đối phương tu luyện công pháp cực kỳ cổ quái, nhưng lại cho hắn ta cảm giác giống như võ kỹ tiên thiên, nội kình dường như còn hùng hậu hơn cả hắn ta. Nhưng chỉ như vậy thôi thì hắn ta vẫn không thể lui được, dù sao hắn ta cũng có tu vi võ đạo tầng 9. Điều kỳ dị chính là trong quyền mang của Lâm Nhất còn ẩn chứa kiếm kình sắc bén, khiến hai cánh tay của hắn ta bị cắt cho máu tươi tuôn xối xả. Không lùi không được. Nhưng Liễu Vân Phi đã có tính toán, Yên Vân Quyết của hắn ta có kỹ xảo giảm bớt lực, người bên ngoài không thể biết được. Chỉ cần khẽ động là có thể vô hình trung hóa giải nội kình của đối phương. Hắn ta liên tục cười khẩy, chỉ đợi cho Lâm Nhất tiêu hao hết nội kình thì sẽ tiếp tục giày vò hắn. Nhưng lùi hơn 10 bước thì hắn ta không thể tiếp tục cười nữa. Đối phương dường như đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của hắn ta, Lâm Nhất trong lúc bước về phía trước, hai chân không ngừng quấy nhiễu.
Nhìn như vô tình, nhưng trên thực tế, mỗi bước chân đều đang làm xáo trộn nhịp độ của hắn ta. Ngươi! Khúc khích! Hổ khiếu sơn lâm, sát chiêu mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn điên cuồng bạo phát. Liễu Vân Phi vốn đang giảm sút khí thế, bị một quyền này trực tiếp đánh bay, lại lần nữa phun ra máu tươi. Không thể nào! Trong mắt Liễu Vân Phi hiện lên vẻ hoảng loạn, kinh hãi với thực lực của Lâm Nhất, lại càng kinh ngạc hơn vì đối phương đã nhìn thấu được mánh khóe của hắn ta. Trả lời hắn là Lâm Nhất từng bước tới. Khoảnh khắc bước tới này, gió mây cũng bốc lên. Gió từ rồng, mây từ hổ, gió mây hội tụ, long hổ sinh uy. Chỉ thấy chiêu long hổ sinh uy đó khiến Lâm Nhất bùng nổ vẻ ung dung tự tại của bậc quân vương bốn phương tám hướng, khí thế khủng bố quét sạch cả thiên hạ. Khuôn mặt thanh tú dưới mái tóc dài kia được ánh chiều tà chiếu rọi hiện lên vô cùng rõ ràng. Không cho đối phương thời gian sợ hãi và kinh ngạc, Lâm Nhất lợi dụng long hổ sinh uy đánh ra thêm một quyền nữa. Quyền này chính là bách thú triều bái. Một quyền này ẩn chứa lửa giận và sự không cam lòng của cả Thanh Vân Môn. Một quyền này thay mặt cho thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm, thay mặt cho những đệ tử Thanh Vân đã bị Liễu Vân Phi sỉ nhục, dương cao uy phong của Thanh Vân ta. Thình thịch. Mượn long hổ sinh uy, một kích mãnh hổ quyền đỉnh phong viên mãn nháy mắt đánh ra. Liễu Vân Phi dốc hết toàn bộ sức lực để phòng thủ, nhưng không thể ngăn được một quyền nghiền nát dễ như bỡn này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mái tóc dài sơ xác, sắc mặt tái nhợt, sau khi rơi xuống đất thì lăn vài vòng mới đứng vững. Thiếu môn chủ, nhận kiếm. Thấy Liễu Vân Phi không địch lại được quyền cước, đệ tử của Tử Viêm môn hoảng loạn, vội vàng rút bội kiếm của Liễu Vân Phi ra. Hiu. Chỉ thấy một tia hàn quang bay vụt tới, thanh kiếm đó hàn mang lạnh lẽo, sắc bén vô cùng, rõ ràng là một thanh huyền khí cực phẩm. Liễu Vân Phi trong lúc hét vang đã lăng không bay lên, đón lấy bảo kiếm. Chết cho ta. Kiếm trong tay, Liễu Vân Phi xoay chuyển tình thế suy tàn, khí chất đột nhiên thay đổi, tự tin dâng lên, ánh mắt lạnh lẽo, hóa ra cũng là một cao thủ dùng kiếm. Xôn xao. Cổ tay run run, bóng kiếm như hoa, kiếm thế như rời núi lấp biển nháy mắt bao phủ lấy Lâm Nhất. Tử Yên kiếm pháp. Không ngờ Liễu Vân Phi lại trường kiếm song tuyệt, ẩn giấu thâm sâu thật. Hôm nay nếu không phải do tay kiếm nô này thì e là hai đại tông môn cũng không thể biết được, hắn ta vẫn còn ẩn giấu kiếm thuật cao minh. Liễu Vân Phi đang từ sợ hãi thầm than đến sau khi cầm kiếm thì phảng phất như biến thành một người khác, rất nhiều khán giả chưa kịp thu lại lời nói của mình thì đã nghe thấy một âm thanh giòn tan trong suốt. Keng! Như có một dòng thu thủy hiện ra từ hư vô, từ trên người Lâm Nhất ầm ầm bạo phát. Khoảnh khắc kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế bàng bạc ầm ầm bạo phát ra từ trên người Lâm Nhất. Nếu như nói khoảnh khắc Liễu Vân Phi cầm kiếm phảng phất như biến thành người khác thì khi Lâm Nhất cầm kiếm cả trời đất tựa như phải biến sắc vì hắn. Liễu Vân Phi vốn muốn xoay chuyển tình thế, nhưng còn chưa kịp phát huy kiếm thế của bản thân đến đỉnh phong, đã bị mấy đạo kiếm quang của Lâm Nhất đánh cho kiếm thế lúc ẩn lúc hiện như mây khói đó tan biến luôn rồi. Răng rắc. Kiếm trong tay Lâm Nhất quả thực là hoành hành ngang dọc không cố kỵ điều gì, hắn tùy ý vung táng hoa kiếm lên. Lưu phong kiếm pháp đỉnh phong viên mãn, các loại tinh túy, lưu loát trôi chảy, như sừng linh dương treo lơ lửng, không thể tìm được dấu vết nào. Quá đáng sợ rồi, kiếm thế từ trên người hắn toát ra đó cho thấy giác ngộ với kiếm đạo cực thâm sâu, khiến người ta trợn mắt cứng họng, nói không thành lời. Kiếm thuật cao minh của Liễu Vân Phi trước mặt hắn, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hắn cứ tùy ý hướng về phía trước mà tới như vậy, xuất kiếm như gió, hàn quang lạnh thấu xương, nhưng tất cả đều là sát chiêu khiến đối phương không thể né tránh. Đinh đinh đang đang. Liễu Vân Phi miễn cưỡng ngăn cản, mỗi bước lui về sau thì thân thể lại trúng vô số kiếm, không hề có sức lực chống đỡ. Chỉ trong chốc lát máu tươi đã ướt đẫm, trên dưới toàn thân đều là vết kiếm chém. Sự tự tin trên người Lâm Nhất mang lại áp lực không chút lưu tình. Kiếm nô Thanh Vân. Đừng mơ đả thương con trai ta. Mắt thấy Liễu Vân Phi vô cùng thê thảm, sắp thua thảm hại, bị Lâm Nhất đánh cho trọng thương. Một cảnh tượng mà không ai ngờ tới đã xảy ra, trên đài cao, tông chủ của Tử Viêm môn đích thân ra tay. Chương 191, đại chiến hai tông môn. Kiếm nô Thanh Vân, đừng mơ đả thương con trai ta. Một tiếng quát lớn trên đài cao truyền đến. Tông chủ của Tử Viêm môn, Liễu Dự. Thấy con trai mình bị thương càng lúc càng thảm trên võ đài. Không kiềm chế được lửa giận trong lòng, liền chủ động nhảy xuống với thân phận là người đứng đầu một tông môn. Tu vi của ông ta từ lâu đã đạt đến võ đạo tầng 10, đã ngưng kết được một hạt giống tiên thiên.
Người xem bên dưới võ đài hiện lên vẻ kinh sợ, toàn bộ đều trợn tròn mắt lên nhìn, hoàn toàn không thể ngờ được lại có người vô liêm sỉ như vậy. Một trưởng bối mà lại nhúng tay vào trận so tài của tiểu bối ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Đợi đến lúc phản ứng lại thì Liễu Dự với thế nhanh như chớp đã hạ xuống trước mặt Lâm Nhất. Oanh! Người chưa tới, quyền mang cường đại đã như cái lồng từ trên trời giáng xuống chụp lấy Lâm Nhất. Lâm Nhất chỉ có tu vi võ đạo tầng 7 đỉnh phong cảm thấy áp lực toàn thân cực lớn, tựa như bị một tòa núi đè xuống người vậy. Không thể không từ bỏ việc chiến đấu với Liễu Vân Phi. Quá vô liêm sỉ. Tông chủ của Thanh Vân Môn Bạch Thiên Minh thấy vậy thì lập tức nổi cơn thịnh nộ, cũng định nhảy xuống. Tông chủ chớ vội. Đúng lúc này, Bạch Thu Thủy lại lên tiếng ngăn cản. Đôi mắt xinh đẹp lưu loát, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng chỉ, khẽ nói, Bạch Tông chủ, ngài nhìn kìa. Chỉ thấy trên võ đài, đối mặt với tình huống đột ngột xảy ra, Lâm Nhất không hề tỏ ra sợ hãi. Sự tự tin lộ rõ trên người hắn, ánh mắt toát lên vẻ bình tĩnh như làn nước mùa thu, táng hoa kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời. Oanh! Kiếm thế của Lưu Phong kiếm pháp đỉnh phong viên mãn trong tay hắn được thi triển ra một cách hoàn mỹ, từng sợi kiếm thế sắc bén chém tới. Đã hóa giải từng chút một quyền mang của Liễu Dự đánh ra trong tình thế cấp bách. Thình thịch! Quyền mang lộn xộn rơi xuống mặt đất phát ra những âm thanh bạo vang, làm nứt vỡ một mảng sàn đấu. Đây! Toàn hội trường đều kinh hãi, căng mắt cứng họng, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Một tên kiếm nô của Thanh Vân Môn lại ngăn cản được một kích của tông chủ Tử Viêm Môn bằng kiếm thế mênh mông. Chuyện hoàn toàn không thể xảy ra thật sự đã đang xảy ra trước mắt mọi người rồi. Cha, giết chết tên kiếm nô đó đi. Toàn thân Liễu Vân Phi đẫm máu, nửa quỳ trên đất, ánh mắt tràn ngập lửa giận nói. Con trai ta. Ở cự ly gần mới thấy vết thương do kiếm khắp người Liễu Vân Phi còn thảm hại và nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ông ta. Toàn thân Liễu Vân Phi run rẩy. Nhìn về phía Lâm Nhất nói, một tên kiếm nô nhỏ bé mà cũng thật to gan, hôm nay ta không cần mỏ linh khoáng nữa, ta muốn lấy mạng của ngươi. Dừng tay. Bạch Thiên Minh của Thanh Vân Môn không thể ngồi yên được nữa, lăng không nhảy lên, đứng chặn trước mặt Lâm Nhất. Siêu siêu siêu. Hai vị tông chủ đã xuống sàn thi đấu, dẫn đến trưởng lão và những đệ tử nội môn khác của Thanh Vân Môn và Tử Viêm Môn cũng xuống theo. Bạch Thiên Minh trầm ngâm nói, Liễu Dự, ta thấy ngươi sống vội quá rồi. Lại dám đòi giết đệ tử của Thanh Vân Môn trước mặt ta. Một vị trưởng lão của Tử Viêm Môn hừ lạnh nói, một tên kiếm nô thì lấy gì để so sánh được với thiếu môn chủ của chúng ta, dám đả thương thiếu môn chủ nghiêm trọng như vậy, hôm nay hắn bắt buộc phải chết. Ai cũng không thể ngăn cản được, ta khuyên người tốt nhất đừng nên manh động, bằng không Thanh Vân Môn cứ chờ bị diệt môn đi. Từ lâu đã không vừa mắt với đám Thanh Vân Môn các ngươi, chỉ dựa vào một Tô Hàm Nguyệt đã dám tự xưng là Thiên Thủy Đệ Nhất Tông. Cũng không nhìn xem trước đó bị chúng ta đàn áp bao nhiêu năm trời. Mau tránh ra, giao tên kiếm nô ra cho chúng ta. Một đám người Tử Viêm Môn quát tháo không ngừng, lời nói cho thấy muốn dồn Lâm Nhất vào chỗ chết. Bạch Thiên Minh hiểu rõ điều này, cười khẩy nói các ngươi có ý đồ gì, ta đều biết rõ, hôm nay cho dù có liều mạng hủy hoại cả tông môn, cũng đừng mơ giết được đệ tử của tông môn ta. Lại có một vị trưởng lão của Thanh Vân Môn cất cao giọng quát, muốn giết người của chúng ta thì phải hỏi xem đệ tử tông môn chúng ta có đồng ý hay không. Không đồng ý. Đệ tử Thanh Vân Môn từ lâu đã hận Tử Viêm Môn đến tận xương tủy, trước đó đã đủ trò ức hiếp, chịu đủ khuất nhục rồi. Nghĩ lại Trương Thanh bị Tử Viêm Môn bày kế đánh trọng thương. Ngẫm lại Trương Nhạc đã trúng bẫy của đối phương, bị tuyển thủ chính đả thương, hiện giờ sống chết còn chưa rõ. Nghĩ lại thiếu môn chủ và Hồ Tử Phong. Hai người thà chết chứ không bỏ quyền, bị Liễu Vân Phi đùa giỡn trước mặt dân chúng nước Thiên Thủy. Khó khăn lắm mới xuất hiện Lâm Nhất chút nỗi hận thay cho họ, mạnh mẽ giáo huấn cho Liễu Vân Phi một trận. Chính trong lúc đang nở mày nở mặt sao có thể dễ dàng để Liễu Dự giết Lâm Nhất được, căn bản là không thể. Âm thanh không đồng ý vang đội, vang vọng khắp đài đấu võ, cả Thanh Vân Môn cùng chung mối thù, kiên quyết không lùi bước. Liễu Dự cười ha hả nói, hô hay lắm. Để ta xem lát nữa các người còn có thể hô lên tiếng được nữa hay không, trưởng lão và đệ tử Tử Viêm Môn nghe lệnh, giết. Nói xong, ông ta phất tay, một đạo quyền mang lao thẳng về phía Lâm Nhất. Mơ hồ, quyền mang đó gần như ngưng kết thành thực chất, mang theo sát khí vô cùng kịch liệt xông tới. Lâm Nhất chớp mắt cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn, không chút do dự đâm ra một kiếm. Táng hoa kiếm ngưng tụ ra kiếm mang màu vàng, nội kình nồng hậu của thuần dương công tiên thiên ngưng kết trên thân kiếm.
Mũi kiếm sắc bén vô cùng đã phá tan một trường đánh tới bất ngờ này. Giết! Bạch Thiên Minh chứng kiến Liễu Dự lại dám ra tay tập kính ngay trước mặt mình nên vô cùng giận dữ, trực tiếp vượt lên trước giết tới. Tất cả chiến lược đỉnh phong của hai đại tông môn thi triển ra tàn sát kinh thiên với đủ loại phương thức ngoài dự đoán của mọi người. Ngăn Bạch Thiên Minh lại cho ta đi giết tên kiếm nô. Trong mắt Liễu Dự toát ra sát khí âm lãnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, trong mắt ông ta hiện tại không còn biết đến ai nữa. Chuyện gì thế này, trận chiến sinh tử giữa hai đại tông môn cự nhiên lại diễn ra rồi ư? Chương 192, thiếu niên Lâm Nhất, chỉ hỏi hoa từ đâu sinh ra. Tử Viêm Môn đúng thật là độc ác, cho dù Liễu Vân Phi có bại thì bọn họ cũng đã chiếm ưu thế rồi, vì sao lại làm to chuyện lên như vậy? Ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy? Không nhìn ra được tên kiếm nô này chính là dạng yêu nghiệt tương đương với Tô Hàm Nguyệt sao? Liễu Dự bên ngoài thì tỏ ra che chở cho con trai, nhưng trong lòng đã nghĩ rất ra, muốn bóp chết thiên tài yêu nghiệt này từ trong trứng nước đó. Chẳng trách ông ta lại đích thân ra trận kỳ lạ như vậy, một nhân tài kiệt xuất yêu nghiệt đã ảnh hưởng quá lớn đến tông môn rồi. Mấy năm nay, tổng thể thực lực của Tử Viêm Môn rõ ràng mạnh hơn Thanh Vân Môn, rõ ràng không cam tâm vì đối phương vì xuất hiện thiên tài mà áp chế mình. Tranh đấu giữa các tông môn đúng là quá tàn khốc, chẳng có quy tắc tình người nào có thể nói được, liên quan đến vấn đề lợi ích thì nhất định phải là ta sống ngươi chết. Ta thấy Thanh Vân Môn hôm nay e là nguy rồi, mấy năm nay Tử Viêm Môn không chỉ mạnh lên một chút, Lâm Nhất cũng không sống được đâu. Màn trình diễn trên võ đài đột nhiên lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng ngẫm lại thì cũng không thấy quá bất ngờ. Thực lực Tử Viêm Môn bành trướng, dẫn đến giá tâm cũng lớn. Căn bản không thể dễ dàng chấp nhận Thanh Vân Môn lại xuất hiện một yêu nghiệt nữa. Liễu Dự trên đài đấu võ cuối cùng cũng thoát khỏi vướng víu, bắt lấy cơ hội lao đến tóm lấy Lâm Nhất. Sau một tiếng quát lạnh, quyết đoán ra tay. Chết cho ta. Chợt thấy thanh uy của ông ta tăng vọt, uy áp khủng bố của võ đạo tầng 10 ầm ầm toát ra. Lâm Nhất lập tức đối mặt với uy áp võ đạo mà từ lúc xuất đạo đến giờ chưa từng gặp phải. Dưới áp lực khổng lồ, trái tim của hắn đập thình thịch không ngừng, từng cỗ nhiệt lưu tán loạn khắp cơ thể. Trong lòng khẽ động, Lâm Nhất cảm thấy bản thân chỉ còn cách đột phá võ đạo tầng 8 không xa nữa. Trận chiến với Liễu Vân Phi trước đó đã khơi dậy được toàn bộ sự tự tin, đem lại lợi ích không nhỏ. Lúc này sau mấy lần đối mặt với áp lực đáng sợ của Liễu Dự thì đã kích thích thất khiếu linh lung đan trước ngực hắn tăng tốc lưu chuyển. Chỉ là tu vi của đối phương quá cao. Nếu như bị cuốn lấy thì sợ là trong ba chiêu đã mất mạng rồi. Trên đài đấu võ là trận đại chiến của hàng trăm cao thủ võ đạo trong hai tông phái, cảnh tượng hùng tráng chấn động. Lâm Nhất ở trong trận đấu, nội tâm nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng vô cùng bình tĩnh. Đối mặt với một trường ép người mà tới này, hắn đã lý trí lựa chọn né tránh. Chỉ có đợi đến sau khi võ đạo đột phá lên tầng 8 rồi nghĩ cách tiếp. Chạy đâu cho thoát. Nhưng tốc độ của Liễu Dự quả thực quá nhanh, sau khi đi ra vài bước, nỗ lực né tránh những chỗ hiểm thì vẫn bị một trường đánh trúng. Nhất thời, nhân ảnh bay tứ tung. Lúc ngã xuống đất, Táng Hoa kiếm cũng rơi ra khỏi người. Lâm Nhất vừa ngã xuống liền xoay người đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, hắn né tránh đòn hiểm nên không bị trọng thương. Phanh, phanh, phanh. Tốc độ tim đập càng lúc càng nhanh. Lâm Nhất cảm nhận được có một cỗ lực lượng khổng lồ đang hội tụ trong cơ thể hắn, đang vô cùng muốn phá tan cái lồng giam. Ha ha, né hay lắm, để ta xem ngươi còn chạy vào đâu được nữa. Liễu Dự không ngừng cười khẩy, nhìn Lâm Nhất đứng dậy khom lưng, từng bước tới gần. Oanh! Liễu Dự sắp giết tới nơi, rơi vào cục diện hẳn phải chết khiến trên người Lâm Nhất đột nhiên xảy ra thay đổi, bạo phát ra thanh uy đáng sợ. Khí huyết trong người cuồn cuộn. Giống như ngàn dặm sông lớn đang chảy ngược thẳng đứng lên trời, điên cuồng kích động trong cơ thể hắn. Đột phá rồi. Nhất thời, bất luận là khán giả bên dưới võ đài hay là những nhân vật cấp cao của Cuồng Đao Môn và Huyền Dương Môn đều trợn mắt há mồm. Đây là dạng yêu nghiệt thế nào chứ, lại có thể đột phá trong lúc lâm vào đường cùng, quan sát thanh uy bạo phát ra này cũng thấy nội tình thâm sâu thế nào. Cũng chính trong lúc này, Liễu Dự từng bước tiếp cận rõ ràng cũng tỏ ra thận trọng hơn. Sát khí của ông ta rũ phát lạnh như băng, hiển nhiên là không định cho Lâm Nhất cơ hội được sống tiếp. Lâm Nhất chỉ cảm thấy nội kình toàn thân kích động, tuôn trào như sông lớn, tràn đầy lực lượng, nhưng kiếm của hắn đúng trong lúc quan trọng thì lại không ở bên người. Mặc kệ ngươi yêu nghiệt đến thế nào, kết cục vẫn phải chết trong tay ta. Thấy ánh mắt Lâm Nhất toát lên một tia lo lắng,
Liễu Dự áp sát khóe miệng khẽ nhếch lên một mặt cười lạnh lùng vô tình. Lâm sư đệ, nhận lấy kiếm. Quay đầu thoáng nhìn chính là thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm sắc mặt trắng bệch, liều mạng dù cả người đang mang trọng thương, nhưng trong lúc hỗn loạn đã mạo hiểm mạng sống tới nhặt kiếm của Lâm nhất lên, cố gắng tận dụng nốt chút lực tàn trong người, ném táng hoa kiếm ra. Vừa đúng như một làn thu thủy bắn nhanh tới. Lâm nhất vững chắc nhảy lên, lăng không vươn tay ra muốn nắm lấy táng hoa kiếm. Đừng có mơ. Nhìn thấy cảnh này, tông chủ của Tử Viêm môn Liễu Dự trong lòng sốt ruột, một thân sát khí nổ ra, truy sát theo. Siêu. Lâm nhất cầm kiếm trong tay, nhưng Liễu Dự đuổi theo cũng đã giết đến sát bên người, sát khí âm hàn thậm chí đã thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Một trước một sau, cục diện tuyệt cảnh hiện ra trong không trung. Tim của hàng vạn hàng nghìn người bên dưới đều như nhảy lên tận cổ họng, nhưng Lâm nhất trong khoảnh khắc sinh tử này lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Trong lòng ta cũng căm hận, hận lão thất phu này không màng liêm sỉ ỷ lớn hiếp bé. Trong lòng ta cũng giận, giận Tử Viêm môn này lại đuổi cùng giết tận, hận không thể lập tức bùng nổ ngọn lửa giận này ra. Nhưng phải nhẫn, để nỗi căm hận này hóa thành mãnh hổ, đâm ra cùng với kiếm của ta. Trong lúc đối phương sắp sửa ấn một chưởng lên người, ánh mắt Lâm nhất kiên cường, xoay người đâm ra một kiếm. Tường vi kiếm pháp thức thứ nhất theo kiếm mà ra, trong phút chốc, trong mắt hắn chỉ có mũi kiếm nhọn hoắt của táng hoa kiếm. Khi thế giới đột ngột biến thành một mảng tối đen, một đóa tường vi trên mũi kiếm nở rộ, kiếm mang sắc lạnh lại sinh ra quang mang chói mắt, chiếu sáng cả một mảng đài đấu võ. Thình thịch, đóa tường vi nổ mạnh, kiếm thế khủng bố ầm ầm mà ra. Đúng trong khoảnh khắc này, kiếm uy trên người Lâm nhất không những không thua kém uy áp võ đạo của đối phương, mà thậm chí như còn mạnh hơn. Phù phù. Liễu Dự đang điên cuồng lao tới, vừa mới tới gần liền bị đóa tường vi bùng nổ bước lui. Trên người ông ta còn có hàng ha sa cánh hoa được bao phủ khí lực, mang theo kiếm thế sắc lạnh, khiến ông ta không ngừng kêu thảm. Liễu Dự điên cuồng đuổi theo truy sát bằng được Lâm nhất lại bị một kiếm này hung hăng đánh bay. Mãnh hổ trong lòng khẽ người tường vi. Hôm nay lòng mang hận, giận dữ rút kiếm, thiếu niên Lâm nhất, chỉ hỏi hoa từ đâu sinh ra. Chương 193, vấn kiếm thông linh. Tường vi nở rộ, kiếm thế như gió. Liễu Dự bị đánh bay sau khi rơi xuống đất liền dùng tu vi cường đại ra sức chấn động nội kình trong cơ thể ra. Thình thịch, chỉ thấy hàng trăm cánh hoa tung bay từ trong cơ thể ông ta ra, nổ tung giữa không trung. Sắc mặt ông ta hơi tái đi, ánh mắt ngập tràn thần sắc không thể tin nổi. Căn bản không ngờ được bản thân lại bị một kiếm của Lâm nhất đánh bay. Cho dù có bị đánh bay, nhưng đối phương chẳng qua chỉ vừa mới tấn thăng lên võ đạo tầng 8 mà lại có thể một kiếm đả thương được ông ta. Ngươi, rốt cuộc sao lại làm được? Lúc Liễu Dự lên tiếng hỏi, không cẩn thận đã làm ảnh hưởng đến vết thương trên người, lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn. Lâm nhất chậm rãi hạ xuống, mặt không cảm xúc, trong lòng chỉ cười khẩy. Hoa từ đâu sinh ra vốn không phải là võ kỹ tiên thiên bình thường, mà chính là bí kỹ lưu truyền lại trong cuộn tranh của người áo xanh thần bí đó. Nghĩ lại ban đầu lúc hắn mới bước vào võ đạo tầng 7, ngộ tính kiếm đạo còn kém hơn so với hiện tại đã có thể trong lúc tuyệt cảnh mà một kiếm đả thương nghiêm trọng Mã Thiên Nhất đỉnh phong. Hiện nay, dựa vào dược lực cường đại của thất khiếu lung linh đan mà tấn thăng lên võ đạo tầng 8. Hắn tiến thêm một bước nữa về mặt ngộ tính kiếm đạo đã khiến uy lực của chiêu hoa từ đâu sinh ra này tăng lên. Thình thịch, chống ngực vẫn đang không ngừng đập mạnh, sau khi thi triển ra hoa từ đâu sinh ra, lại kích thích thêm viên đan dược được khảm trong ngực. Thất khiếu bên ngoài bề mặt đan dược không ngừng có dược lực nồng hậu chảy ra, phảng phất như 7 con sông lớn đang tuôn trào trong cơ thể, không ngừng tẩm bổ cơ thể hắn, giúp tu vi lớn mạnh lên. Nếu như cảm nhận cẩn thận thì có thể kinh ngạc phát hiện ra rằng tu vi trên người hắn lại đang chậm chậm tăng lên theo độ thẩm thấu của dược lực. Việc này rốt cuộc sao có thể làm được? Hắn chỉ là một tên có võ đạo tầng 8 đột phá trong lúc lâm trận, sao có thể đả thương được một vị ngụy tiên thiên chứ? Không hiểu, ta chỉ cảm thấy có liên quan đến kiếm pháp của hắn, cả nước thiên thủy ta chưa từng thấy bộ võ kỹ tiên thiên nào đáng sợ như vậy. Đúng, ta cũng cảm thấy vậy, nếu như tu vi của hắn cao thêm một chút nữa thì ta nghĩ một kiếm này sẽ trực tiếp khiến Liễu Dự trọng thương. Kiếm thế hắn thi triển ra trước đó đã cho người ta thấy không đơn giản rồi. Lĩnh ngộ của hắn với kiếm đạo trong cả nước thiên thủy này e là không ai có thể bì kịp mất. Không chỉ Liễu Dự nghĩ không thông, mà võ giả bên dưới đài quan sát, và cả người của hai đại tông môn còn lại cũng đều không hiểu.
Nhưng nếu nói đến người kinh ngạc nhất thì vẫn phải là Bạch Thiên Minh đang bị mấy vị trưởng lão của Tử Viêm Môn cầm chân. Ông ta cũng có võ đạo tầng 10, bị đám người Tử Viêm Môn cuốn lấy cũng không rảnh để thoát thân. Vốn cho rằng Lâm Nhất chết chắc, lại không ngờ được hắn đột phá trong hiểm cảnh, một kiếm tuyệt diệu lần nữa thi triển ra võ kỹ tiên thiên. Đây thật sự là võ kỹ tiên thiên sao? Sao ta không nhớ trong Thanh Vân Môn lại có bộ tàn quyền kiếm pháp tiên thiên đáng sợ như vậy nhỉ? Xem ra hôm đó đã nhìn nhầm rồi, đây là kỳ ngộ của bản thân hắn. Đây không phải là lần đầu ông ta nhìn thấy Lâm Nhất thi triển chiêu này, nhưng sau lần thứ hai chứng kiến uy lực đáng sợ thì không khỏi hoài nghi, trước mắt lại không thể chú ý quá nhiều. Một kiếm này của Lâm Nhất khiến sĩ khí của Thanh Vân Môn tăng vọt. Một kiếm của Lâm sư đệ đã đánh bay lão quỷ Liễu Dự rồi, mọi người cố lên, hôm nay Tử Viêm Môn chưa chắc có thể toàn thắng Thanh Vân Môn ta. Chẳng trách Liễu Dự lại muốn giết chết Lâm sư đệ. Suy cho cùng vẫn là sợ Lâm sư đệ lớn mạnh lên, đúng là vô liêm sỉ đến cùng cực. Giết! Đệ tử và trưởng lão Thanh Vân Môn được cổ vũ, vốn đang đối mặt với cục diện tương đối khó khăn thì đã bành trướng áp đảo Tử Viêm Môn về mặt khí thế. Trên đài cao, thành chủ Bạch Thu Thủy đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Hình ảnh mà người thường không thể bắt kịp lại hiện rõ lên từng chút một trong mắt nàng ta. Loáng thoáng! Nàng ta tựa như nhìn ra được bảy long ảnh màu xanh lục trên người Lâm Nhất đang vờn quanh. Dưới sự bồi dưỡng của bảy long ảnh này, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tu vi của Lâm Nhất đang tăng trưởng cực nhanh. Thất khiếu lung linh đan. Đôi mắt của Bạch Thu Thủy lóe lên tia kinh ngạc, sau đó lại nhìn chằm chằm vào trước ngực Lâm Nhất. Hóa ra là vậy, chẳng trách võ đạo tầng 7 đột phá lên tầng 8 lại có thanh thế khiếp người như vậy. Đây là có người thấy căn cốt của hắn không tốt nên mới cho hắn thất khiếu lung linh đan, để tránh cho hắn ngày sau sẽ lạc lối. Kiếm pháp đó, tựa hồ cũng có thể thấy được bóng dáng của vị truyền nhân đại đế nào đó, người này có lẽ có được kỳ ngộ mà người thường không bì kịp. Thiên tài kiếm đạo cấp này có lẽ không thua kém mấy thiên tài yêu nghiệt của các thế gia đại gia tộc. Từ sau khi Lâm Nhất ra trận, Bạch Thu Thủy đã cảm nhận được vẻ rực rỡ trước mắt, vẫn luôn âm thầm quan sát hắn. Đáng tiếc. Đối thủ quá yếu, ngoài thể hiện thiên phú hơn người ra thì không bộc lộ được quá nhiều. Mãi đến khi Liễu Dự ra tay mới khiến nàng ta thật sự nhận thấy được tiềm lực trên người Lâm Nhất. Ầm ầm, đại chiến trên đài đấu võ càng lúc càng kịch liệt, Bạch Thu Thủy cũng không hề có ý định lên tiếng khống chế. Sau khi Liễu Dự bị một kiếm đả thương thì chấn chỉnh lại cờ trống, lần nữa giết về phía Lâm Nhất. Nhưng ông ta hiện đã bị thương, không thể thi triển ra thực lực đỉnh phong nữa. Ngược lại Lâm Nhất càng đánh càng hăng. Dựa vào Long Hổ sinh uy mà không hề thua kém về mặt khí thế, Lưu Phong kiếm pháp đỉnh phong viên mãn trôi chảy thi triển ra như nước chảy mây bay. Ẩn trong chốn u minh, hắn cảm nhận được sự thấu hiểu của bản thân với kiếm đạo dường như đã nắm bắt được một tia ý cảnh vi diệu. Loại ý cảnh này khó nói bằng lời, nhưng khi đối mặt với áp lực khổng lồ của Liễu Dự lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn cảm thấy kiếm trong tay như tương thông với tâm ý của bản thân. Thì triển các thế kiếm chiêu ra, không những không gặp trở ngại, mà cơ hồ còn có thể không ngừng mạnh lên. Tựa như kiếm trong tay không phải là vật chết mà phảng phất như sống lại vậy. Nhất thời, Lâm Nhất hoàn toàn đắm chìm vào trong trận đấu với đối phương. Hắn rơi vào trạng thái vi diệu nào đó, kiếm chiêu của người áo xanh đã để lại trong cuộn tranh không ngừng trở nên rõ nét. Giờ phút này, trong trận đấu giữa hắn và Liễu Dự lại từng chút một hiểu ra. Những áo nghĩa trước đây không hiểu thì trong trận chiến hôm nay đã hiểu được hết. Nhất thời, trận chiến của Lâm Nhất và Liễu Dự càng bộc lộ ra vẻ thiên mã hành không. Rõ ràng chỉ là Lưu Phong kiếm pháp đỉnh phong viên mãn mà lại ngang ngược cho người ta cảm nhận rằng ngàn cơ bách biến, không tìm được dấu vết nào. Một thân tu vi võ đạo tầng 10 của Liễu Dự chiếm hết ưu thế, nhưng chỉ không thể phá bỏ được kiếm thế của Lâm Nhất. Cuối cùng cũng có một kiếm thần kỳ. Lúc hắn cho rằng tóm được sơ hở liền đâm tới như ma xui quỷ khiến. Chương 194, thành chủ ra mặt. Dọa cho ông ta vội vàng lùi về sau, lo sợ cảnh tượng bị thương lúc trước lại lần nữa xảy ra. Ông chủ, chúng tôi tới giúp ngài. Mấy tay trưởng lão của Tử Viêm Môn thấy Liễu Dự không thể làm gì được Lâm Nhất, thậm chí hình như còn đã trở thành vật luyện tập của đối phương, càng đánh về sau Lâm Nhất lại càng mạnh. Bốn người vội vàng lao tới, cùng lúc giết về phía Lâm Nhất. Đáng ghét, Lâm sư đệ cẩn thận. Nhìn thấy bốn trưởng lão Tử Viêm Môn cùng lúc lao về phía Lâm Nhất, đệ tử Thanh Vân Môn lập tức trở nên khẩn trương. Tử Vân Kiếm, Liệt Sơn Đao Pháp, Thiên Cực Kiếm, Bách Vân Thích,
Bốn trưởng lão Tử Viêm môn đều thi triển ra các tuyệt học, sản sinh ra một mảng kiếm ảnh và thương mang, nhảy vọt lên không trung giết về phía Lâm Nhất. Sát khí khổng lồ hội tụ lại với nhau, khiến Lâm Nhất đang đắm chìm vào trong trạng thái huyền diệu chợt bừng tỉnh. Hắn phảng phất như vừa tỉnh cơn mộng, ẩn sâu trong đôi mắt như có ngọn lửa ầm ầm bùng cháy. Đối mặt với sát chiêu của bốn trưởng lão Tử Viêm môn, Táng Hoa kiếm trong tay khẽ di chuyển, chợt nghe thấy âm thanh run rẩy vang lên. Két két két. Tên đài đấu võ hỗn loạn này, Táng Hoa kiếm mỏng như cánh ve vang lên tiếng kêu thanh thúy êm tai. Tựa như có người đang hợp tấu đàn tranh, bong bong không ngừng, làm cho tất cả mọi người đều phải sửng sốt. Âm thanh gì vậy? Bốn trưởng lão Tử Viêm môn đột nhiên phát hiện ra, binh khí trong tay không thể kiểm soát mà trở nên run rẩy. Sát chiêu cường đại dần dần có chút không thể thành hình, sắc mặt lập tức lo lắng, ra sức khống chế. Nhân lúc bốn trưởng lão Tử Viêm môn đang hoảng loạn, Hoa Tử Đâu sinh ra lại lần nữa được thi triển. Hắn từ trong trạng thái huyền diệu bừng tỉnh lại, đối với tường vi kiếm pháp lại càng lĩnh ngộ được sâu hơn. Một kiếm chém ra này trên đầu mũi kiếm hiện ra tận ba đóa hoa tường vi cùng lúc nở rộ. Xôn xao. Đợi đến khoảnh khắc hoa tường vi nổ tung thì vô số cánh hoa vờn quanh người Lâm Nhất, tự như một cơn gió lốc bốc lên. Trong nhất thời, kiếm thế sao động, cánh hoa tường vi ngập trời, dưới sự điều khiển của Lâm Nhất, điên cuồng đánh tới. Thình thịch, bốn trưởng lão Tử Viêm môn đang bay tới, chợt kêu thảm không thôi, lần lượt bị đánh bay đi. Sau khi rơi xuống đất, ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, lũ lượt lùi về sau. Cong! Đến khi hoa tường vi tiêu tan hết, kiếm trong tay Lâm Nhất vẫn không ngừng phát ra âm thanh long cong, kiếm âm lanh lảnh. Vẫn kiếm thông linh, trên đài cao, Bạch Thu Thủy đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Keng! Âm thanh long cong linh hoạt kỳ ảo của Táng Hoa kiếm trên võ đài không ngừng vang vọng. Dưới âm thanh kiếm âm này, cục diện cuộc hỗn chiến của hai đại tông môn trên võ đài đều phải ngừng lại một lát. Hai bên đều kinh ngạc phát hiện ra binh khí trong tay đang có vẻ không chịu nghe lời. Chuyện gì vậy? Kiếm của ta! Rất nhiều võ giả tỏ ra vô cùng hoảng loạn, vội vàng dùng lực nắm chắc binh khí đang run rẩy của mình. Bên ngoài đài đấu võ, người xem xung quanh đều đứng lên. Nhất thời, ánh mắt của hàng ngàn hàng vạn người đều đổ dồn về phía Lâm Nhất. Vừa nãy, một kiếm của hắn sinh ra ba đóa hoa tường vi, cánh hoa ngập trời đã đánh bay bốn tay trưởng lão Tử Viêm môn. Rồi sau đó trường kiếm trong tay lại không ngừng kêu lên long cong, âm thanh kỳ ảo, vang vọng tứ phương. Ai biết kiếm âm này có nghĩa là gì không? Mới nghe thấy lần đầu, trước nay chưa từng nghe nói kiếm có thể phát ra âm thanh linh hoạt kỳ ảo như vậy, còn khiến tất cả binh khí trên võ đài chịu ảnh hưởng nữa. Khủng khiếp thật. Lần này Thanh Vân môn thật sự lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế nữa rồi. Tử Viêm môn cũng đen đủi, ba năm trước bọn họ bị Tô Hàm Nguyệt đàn áp phải ngậm đắng nuốt cay, ba năm sau lại gặp phải Lâm Nhất này. Điều khủng khiếp hơn đó là Lâm Nhất còn là một kiếm nô, ai có thể ngờ được. Ngoài thành chủ thành Bạch Thủy nhận ra vấn kiếm thông linh ra thì những người khác bao gồm cả người của Cuồng Đao môn và Huyền Dương môn đều tỏ ra vô cùng hoang mang khó hiểu. Liễu Dự trên đài đấu võ hoàn toàn không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt. Ông ta đang định phối hợp với tứ đại trưởng lão cùng nhau giết chết Lâm Nhất. Ai ngờ dưới sự cưỡng chế thì lại khiến Lâm Nhất đột phá, Hoa Tử Đâu sinh ra lại nở ra tận ba đóa hoa tường vi. Đáng giận, ông ta gầm lên một tiếng rồi không quan tâm nhiều nữa, lần nữa bổ nhào về phía Lâm Nhất. Chỉ muốn nhân khoảnh khắc Lâm Nhất đang tiêu hao quá nhiều mà trực tiếp kết liễu đối phương. Ba năm trước, Tô Hàm Nguyệt rạch rời xuất thế, khiến Tử Viêm môn tuột mất danh hiệu đệ nhất tông của nước Thiên Thủy một cách không ra làm sao. Nhẫn nhịn ba năm, khó khăn lắm mới mong mỏi quật khởi dẫn đầu thì lại xuất hiện một Lâm Nhất yêu nghiệt. Lẽ nào lại bắt Tử Viêm môn chịu đựng ba năm nữa sao? Không nhẫn nhịn được nữa. Oanh! Chợt thấy trên người ông ta đột nhiên bạo phát ra khí thế kinh người, một điểm quang hoa từ trong đan điền đi ra, cực kỳ chói mắt, tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Đó chính là hạt giống tiên thiên, Liễu Dự chuẩn bị dùng cảnh giới võ đạo tầng 10 để cưỡng ép điều động ra linh nguyên tiên thiên. Dù bị thương nặng, cũng phải liều mạng giết chết bằng được Lâm Nhất. Chết! Trong tiếng giống giận, Liễu Dự bổ nhào mà tới, đánh xuống một chưởng. Quyền thế khủng bố trước mắt cuồn cuộn sinh ra. Lâm Nhất đứng mũi chịu sào, bị thổi tới mức không mở nổi mắt, bước chân lùi về sau từng chút từng chút. Đây là uy áp tiên thiên. Hắn dùng long hổ sinh uy để gia tăng cũng khó ngăn cản được uy áp trên người đối phương.
Trong lúc Lâm Nhất điên cuồng suy nghĩ cách đối với tình thế nguy cấp này, thì một đạo nhân ảnh giữa không trung xuất hiện, đột nhiên ra tay, đón lấy Liễu Dự rồi đánh ra một quyền. Thình thịch. Liễu Dự phun ra một ngụm máu tươi, một trường miễn cưỡng điều động ra linh nguyên tiên thiên của ông ta đã bị ngăn cản một cách nhẹ nhàng. Bị linh nguyên phản phệ, Liễu Dự trọng thương ngay tại chỗ, sắc mặt nhìn như già đi 10 tuổi. Bạch thành chủ. Sau khi nhìn rõ người ra tay, sắc mặt Liễu Dự kinh ngạc, không dám làm càn. Liễu tông chủ, ngài làm loạn đến mức này khiến tiểu nữ thật sự không hiểu. Bạch Thu Thủy mỉm cười, cố ý tỏ ra vẻ không hiểu hỏi. Ta. Liễu Dự muốn giải thích nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được cái cớ nào. Sự xuất hiện của Bạch Thu Thủy khiến ông ta không thể ngờ được, trong lịch sử của nước Thiên Thủy chưa từng có tiền lệ thành chủ nhúng tay vào việc của Tứ Tông. Được rồi, trước đó ta đã nghe thấy quyết định từ bỏ tranh đoạt mỏ linh khoáng của ngài rồi, vậy cứ quyết định thế đi. Tử Viêm Môn chủ động từ bỏ tranh chấp linh khoáng, Tứ Tông tranh tài tiếp tục diễn ra. Đa tạ thành chủ, Bạch Thiên Minh nghe vậy vô cùng vui mừng, dẫn theo đệ tử Thanh Vân Môn vội vàng tới cảm ơn. Liễu Dự mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng vô cùng nghẹn khuất. Tổng thể dự tính ổn thỏa đều đã hỏng cả rồi, nhưng ông ta vốn đã đuối lý, sau khi Bạch Thu Thủy ra mặt thì không thể không nghe theo. Bạch Thu Thủy nhìn về phía sau lưng, lên tiếng hỏi, hai vị tông chủ, có muốn phái ra tuyển thủ chính để cạnh tranh linh khoáng không? Cuồng Đao Môn La Tinh và Huyền Dương Môn Thiếu Tông Chủ Phong Vô Hằng hai mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của hai người có thể nhìn thấy được một tia bất đắc dĩ. Chương 195, Vấn Kiếm Thông Linh. Cuồng Đao Môn, bỏ quyền. Huyền Dương Môn, bỏ quyền. Tông chủ của Cuồng Đao Môn và Huyền Dương Môn trên đài cao gần như cùng lúc lên tiếng, mặt không cảm xúc nói. Chứng kiến thực lực của Lâm Nhất, đến Liễu Dự còn không thể đả thương hắn, hai đại tông môn không muốn bỏ quyền cũng không được. Cảm ơn các vị đường xa tới cổ vũ, ta tuyên bố Tứ Tông tranh tài đến đây kết thúc, mỏ linh khoáng duy nhất của nước Thiên Thủy tiếp tục do Thanh Vân Môn nắm giữ. Bạch Thu Thủy khẽ mỉm cười, vừa dứt lời xong liền phiêu diêu rời đi. Nhìn bóng lưng của đối phương, Lâm Nhất có chút đăm chiêu, hắn không nhìn thấu được người phụ nữ này. Xin chúc mừng, có thể bảo vệ được linh khoáng, Thanh Vân Môn cũng coi như hời to rồi. Tử Viêm Môn sau trận chiến này, trong vòng 10 năm e là cũng khó hồi phục. Ngoài Tử Viêm Môn ra thì tông chủ của Huyền Dương Môn và Cuồng Đao Môn đều tới chúc mừng. Bạch Thiên Minh nhất nhất hoàn lễ, lễ nghĩa bên ngoài đương nhiên vẫn phải có. Võ giả từ khắp các nơi trong nước Thiên Thủy trên quảng trường có chút không nỡ rời đi, túm năm tụm ba rời đi. Đều nói chuyến này không uổng, chủ đề bàn luận đều là chuyện liên quan đến Lâm Nhất. Hiện nay Lâm Nhất coi như đã một trận thành danh, áp chế tứ đại cao thủ, thậm chí còn đả thương cả tông chủ của Tử Viêm Môn. So với Tô Hàm Nguyệt năm đó thì dường như còn mạnh hơn. Không ai ngờ được, Tứ Tông tranh tài lại có một con ngựa ô như vậy xuất hiện. Lâm Sư Đệ, trước đó vô cớ đòi dưỡng tâm đan của ngươi, thật sự xin lỗi. Hồ Tử Phong thần sắc có chút điều hưu đi tới xin lỗi Lâm Nhất. Đều là đồng môn, không cần phải để ý những việc này. Lâm Nhất nhẹ giọng nói, vốn không có ý định đòi lại. Lúc trên lưng ưng tự thú, nếu hắn đã bằng lòng cho đối phương thì chắc chắn không có chuyện chấp nhặt về sau. Lâm Nhất, lần này thật sự may nhờ có ngươi, bằng không Thanh Vân Môn có lẽ đã gặp tai họa ngập đầu rồi. Bạch Thiên Minh đi tới, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói. Tông chủ quá lời rồi, nếu không phải mọi người cùng chung kẻ thù, thì hôm nay cũng không thể thắng được Tử Viêm Môn, một mình ta không thể làm được. Không cần khiêm tốn, sau khi trở về tông môn, ta và trưởng lão hội nghị sau đó sẽ ban thưởng cho ngươi. Hôm nay mọi người đều mệt rồi, về trong thành nghỉ ngơi đi. Bạch Thiên Minh nhìn đệ tử Thanh Vân Môn đa số đều đã bị thương, nên không nói nhiều nữa mà dẫn đệ tử trở về công quán nghỉ ngơi. Thiếu môn chủ, ngươi biết Bạch Thu Thủy có lai lịch thế nào không? Lâm Nhất cùng Bạch Vũ Phàm đi sau mọi người, khẽ lên tiếng hỏi. Không biết, có lẽ cha ta bọn họ cũng không quá rõ, dù sao từ lúc nước Thiên Thủy lập quốc đến nay, mọi người đều biết thành chủ của thành Bạch Thủy là người không thể chọc vào. Đến bây giờ đã trở thành quy tắc luật bất thành văn rồi. Bạch Vũ Phàm mặt lộ ra vẻ ngờ vực, trầm giọng nói, nhưng bất luận thành chủ là ai thì rất ít khi đích thân nhúng tay vào ân oán giữa các tông môn, hôm nay nàng ta ra tay cứu ngươi quả thực là rất bất ngờ. Sau một hồi tán gẫu, Bạch Vũ Phàm cũng không biết rốt cuộc Bạch Thu Thủy có lai lịch thế nào. Mặc dù hai người cùng họ, nhưng không hề có liên quan gì đến nhau, biết về nhau cũng rất ít. Có điều có một điểm có thể chắc chắn.
người nổi bật trong tứ tông tranh tài đều được thành chủ phái người tới giao thiệp. 3 năm trước lúc thành chủ còn chưa phải là Bạch Thu Thủy hiện tại, cũng đã phái người tới Thanh Vân Môn tìm Tô Hàm Nguyệt. Bạch Vũ Phàm nhớ lại chuyện này nên kể lại. Vì cái gì vậy? Muốn mời Tô Hàm Nguyệt gia nhập vào đại thế lực sau lưng thành chủ, hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Đều là tài nguyên mà cha ta không dám nghĩ tới, nhưng không ngờ Tô Hàm Nguyệt chưa nghe xong đã từ chối rồi. Bạch Vũ Phàm nhớ lại chuyện 3 năm trước, cũng cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng Lâm Nhất khẽ chấn động, nói như vậy thì tứ tông tranh tài, ngoài quyết định phân chia lợi ích giữa các tông môn ra thì còn có ý đồ lựa chọn thiên tài cho thế lực sau lưng thành chủ. Bạch Vũ Phàm nhìn về phía Lâm Nhất, thần sắc có chút phức tạp nói, với sự thể hiện hôm nay của ngươi, nàng ta chắc cũng sẽ tới tìm ngươi thôi. Vậy sao? Quả đúng như Bạch Vũ Phàm dự đoán, không để cho Lâm Nhất phải đợi quá lâu. Đêm đó, Bạch Thu Thủy một mình đến công quán của Thanh Vân Môn. Là do tông chủ đích thân giới thiệu gặp mặt, đưa nàng ta tới phòng của Lâm Nhất. Nếu không phải Bạch Vũ Phàm đã nhắc nhở trước, thì Lâm Nhất chắc cũng sẽ cảm thấy rất bất ngờ. Có điều cho dù là thế thì việc đối phương nhanh chóng tới gặp như vậy cũng vẫn khiến hắn có chút ngạc nhiên. Lâm Nhất, đây là Bạch Thành Chủ, hôm nay nếu không phải có Thành Chủ ra mặt thì Thanh Vân Môn ta đã phải chịu tổn thất lớn rồi. Bạch Thiên Minh giới thiệu với Lâm Nhất. Đa tạ Thành Chủ, hôm nay đã ra tay tương trợ. Lâm Nhất không dám chậm trễ, nhẹ nhàng nói. Bạch Thu Thủy vẻ mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, khách sáo rồi, Bạch Tông Chủ, ta có vài lời muốn nói riêng với Lâm Nhất. Bạch Thiên Minh thấy vậy cũng không ngạc nhiên, trong lòng đã hiểu rõ, dặn dò Lâm Nhất một lát rồi rời đi. Quan sát Bạch Thu Thủy ở cự ly gần thế này, còn rõ nét hơn so với hồi ban sáng, đối phương quả thật xứng với danh hiệu giai nhân mỹ nữ. Mái tóc như thác nước, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, giống như một viên ngọc không cần phải quá chải chuốt cũng vẫn là tuyệt thế tự nhiên. Có điều đã nhìn quen gương mặt xinh đẹp của Tô Hàm Nguyệt rồi, nên khi thấy Bạch Thu Thủy cũng không khiến hắn quá đỗi kinh diễm. Trong lúc hắn quan sát đối phương thì Bạch Thu Thủy cũng đang quan sát hắn. Dung nhan thanh tú, không đến mức quá xuất chúng, chỉ có duy nhất đôi mắt trong vắt sáng ngời thì rất thu hút sự chú ý, rõ ràng không giống với người thường. Hiu. Bạch Thu Thủy đột nhiên điểm ra một chỉ nhanh như tia chớp, không hề có dấu hiệu báo trước, hạ ngay xuống trước ngực Lâm Nhất. Lâm Nhất lại không hề căng thẳng, bởi vì trên người đối phương không có bất cứ sát khí nào. Chỉ thấy trước ngực hắn, có 7 sợi khí tức màu xanh hiện lên, vần quanh ngón tay của Bạch Thu Thủy. Quả nhiên là thất khiếu lung linh đan. Thành chủ vì viên đan này nên ban sáng mới ra tay giúp đỡ sao? Lâm Nhất không chút hoảng loạn, bình tĩnh hỏi. Không hoàn toàn. Khi ngươi xuất ra vấn kiếm thông linh, ta đã hạ quyết tâm, bất luận thế nào cũng không thể để ngươi chết trong tay Liễu Dự. Vấn kiếm thông linh. Lâm Nhất có chút không hiểu nhìn về phía đối phương. Chương 196, Tiên Thiên Thất Khiếu. Bạch Thu Thủy thu lại tay về, nhìn ánh sáng màu xanh lượn lờ quanh đầu ngón tay, ánh mắt lộ vẻ đáng tiếc. Một lúc lâu sau mới nói, không sai, âm thanh phát ra từ kiếm cuối cùng hôm nay của ngươi chính là vấn kiếm thông linh. Rất ít người có thể lĩnh ngộ được vấn kiếm thông linh, ta cũng chỉ nghe nói qua chứ chưa từng được thấy. Vậy vấn kiếm thông linh rốt cuộc là gì? Vấn kiếm thông linh chính là một loại bí ký thượng cổ, tổng cộng có 4 cảnh giới, phân biệt là vấn kiếm, khống kiếm, kiếm tâm và thông linh. Hiện tại ngươi có lẽ đang ở giai đoạn vấn kiếm, coi như là vừa mới nhập môn, chỉ mới chạm đến bề mặt bên ngoài. Bạch Thu Thủy tỏ ra khâm phục nói, nếu như ngươi đã nắm giữ được vấn kiếm thông linh, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết yểu như vậy, đó là một chuyện đáng tiếc đến mức nào chứ? Chỉ thế thôi ư? Không thì thế nào, sao ta lại thấy ngươi hình như có chút thất vọng nhỉ? Bạch Thu Thủy khẽ cười nói. Lâm Nhất nghĩ ngợi rồi nói, thiếu môn chủ đã nói qua với ta, 3 năm trước các người đã từng tới tìm Tô Hàm Nguyệt sư tỷ, hứa hẹn các loại tài nguyên. Bạch Thu Thủy mặt tỏ ra hiểu rõ, nhẹ giọng nói, ta chưa gặp qua cô gái đó, nhưng có nghe nói tới. Hi hi, ý của ngươi là hôm nay ta tới tìm người có lẽ cũng là muốn chiêu mộ ngươi ư? Ta nghĩ nhiều rồi sao? Lâm Nhất ngại ngùng cười nói. Kỳ thật thì cũng không. Bạch Thu Thủy giải thích nói, ta quả thực có ý định chiêu mộ ngươi, bao nhiêu năm qua Bạch gia cũng vẫn luôn tìm kiếm những võ giả tương lai có tiềm lực trong mấy chục nước chư hầu lân cận. Lâm Nhất phát hiện ra thái độ của Bạch Thu Thủy cực kỳ bình dị dễ gần, nên liền nghiêm túc nghe nàng ta giải thích. Lúc trước, ta cố ý ngăn cản Bạch Thiên Minh cũng là vì muốn để Liễu Dự thăm dò tiềm lực của ngươi một phen. Thiên phú kiếm đạo của ngươi quả thực rất đáng kinh ngạc,
những người ta đã từng gặp đa số đều không bằng ngươi. Có điều sau khi nhìn thấy viên thất khiếu lung linh đan trước ngực ngươi thì ta đã hoàn toàn từ bỏ ý định chiêu mộ ngươi rồi. Lâm Nhất không hiểu hỏi lại, như vậy là sao? Thiên phú của võ giả phân thành căn cốt và ngộ tính, ngươi có lẽ cũng biết, Bạch Thu Thủy bình tĩnh nói. Nghe những lời nói này, trong lòng Lâm Nhất đã hơi đoán ra được gì đó. Căn cốt của hắn vẫn luôn rất kém, không chỉ một người nói như vậy. Cái gọi là căn cốt, đơn giản tương tự như đan dược và địa bảo thiên tài vậy. Người có căn cốt mạnh, sau khi hấp thụ xong thì có thể tấn thăng được 5 thành, căn cốt kém thì có thể chỉ tăng lên được 1 thành. Đây chính là chênh lệch. Nước thiên thủy khá an phận, có thể ngươi sẽ không phải chịu sức ép chênh lệch quá lớn, đợi đến sau khi ngươi ra ngoài thì sẽ phát hiện ra thế giới này còn có linh thể, thánh thể, thậm chí cả thần thể. Mặc dù không có đánh giá chính thức, nhưng căn cốt của người có lẽ chỉ là phàm thể bình thường. Bạch Thu Thủy nói tiếp, theo lý mà nói, phàm thể rất khó tu luyện được đến cảnh giới hiện tại của ngươi, trước đó ta có nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy thất khiếu lung linh đan trong ngực ngươi thì đã hiểu ra. 2 năm nay có lẽ có người đã dùng đan dược này để cưỡng ép bồi bổ thân thể cho ngươi, bù đắp lại chênh lệch về căn cốt của ngươi. Đặc biệt, viên thất khiếu lung linh đan này căn bản không thể dùng được trên người của một võ giả hậu thiên, quả thực là một thiên vật siêu cao thuế nặng. Lâm Nhất nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi. Với mắt nhìn của Tô Hàm Nguyệt, chắc chắn không thua kém Bạch Thu Thủy, nàng chắc là đã nhìn ra được cùng vấn đề, mới mượn cớ bảo dưỡng bội kiếm để thưởng đan dược cho Lâm Nhất. Tiên thiên thất trùng thiên, nhất trùng thiên chính là mở ra võ huyệt trong cơ thể, cho nên cảnh giới tiên thiên lại được gọi là tiên thiên thất khiếu. Nếu như trong cảnh giới tiên thiên có thể dùng một viên thất khiếu lung linh đan thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người thường gấp 10 lần, hơn nữa chân nguyên tiên thiên cô đọng được cũng hùng hậu hơn. Tiên thiên thất khiếu. Lâm Nhất nghe vậy chỉ biết sững sờ, có chút say sưa hỏi, vậy người này tại sao lại không cho ta dùng sau khi ta đột phá tiên thiên? Tu luyện võ đạo có một câu nói, 17 tuổi vẫn chưa đột phá tiên thiên thì cả đời cũng không thể đột phá, mặc dù không nhất định nhưng đa số là như vậy, rất hiếm có ngoại lệ. Người này có lẽ sợ ngươi không thể bước vào được tiên thiên nên mới cho ngươi thất khiếu lung linh đan trước. Bạch Thu Thủy tò mò hỏi, có thể mạo muội hỏi ngươi một câu, người này là ai không? Có thể tốt với ngươi như vậy, không phải là người thân thì rất khó tưởng tượng. Lâm Nhất chợt ngẩn ngơ, mãi đến lúc này mới coi như thật sự hiểu ra khổ dụng tâm của Tô Hàm Nguyệt. Ta rốt cuộc đã quên mất điều gì? Lâm công tử thấy Lâm Nhất không nói gì, Bạch Thu Thủy không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Lâm Nhất hoàn hồn lại nói, ồ, Bạch Thành Chủ vừa hỏi ta cái gì cơ? Bạch Thu Thủy cười khổ, một đại mỹ nữ như nàng ta đứng bên cạnh mà hắn lại thất thần như thế. Không có gì, những gì nên nói ta đã nói hết rồi. Lâm Nhất gật đầu, ta hiểu rồi, do căn cốt của ta không tốt, cho nên Bạch Thành Chủ đã từ bỏ ý định chiêu mộ ta. Đừng chùn bước, ta không chiêu mộ ngươi, cũng không phải hoàn toàn là vì căn cốt của ngươi. Ta tin, với thiên phú kiếm đạo của mình, ngươi nhất định có thể đi được trên con đường của chính ngươi. Trong mắt Bạch Thu Thủy lần nữa tỏ ra khâm phục nói, những người ta đã từng gặp, thiên phú kiếm đạo có thể so sánh với ngươi thật sự đã ít lại càng ít. Lâm Nhất giờ coi như đã hiểu được tâm ý của người phụ nữ này, ban sáng nàng ta cứu hắn là thật lòng thật ý, không muốn thấy hắn chết non, chứ không hề có bất cứ mục đích vì lợi ích nào, chỉ đơn thuần là mến mộ mà thôi. Lâm Nhất chắp tay nói, cho dù thế nào, ân tình hôm nay ta nhất định sẽ ghi nhớ. Khách sáo rồi, thật ra căn cốt của ngươi cũng chưa hẳn là không có cơ hội lật mình. Là sao? Bạch Thu Thủy trả lời, võ đạo tầng 10 sẽ ngưng tụ ra được một hạt giống tiên thiên, nhưng chỉ có thể gọi là ngụy tiên thiên, đợi đến khi hạt giống này chân chính phá vỡ thì mới được coi là tiên thiên. Hạt giống tiên thiên có thể sản sinh ra rất nhiều kỳ vật thiên địa, có thần binh thượng cổ, dị thú hồng hoang, địa bảo thiên tài, lôi đình hỏa diễm, dị tượng thiên địa. Những thứ này được gọi là võ hồn. Võ hồn. Ừ, cấp bậc võ hồn có phân cao thấp. Nếu như võ hồn của ngươi đủ mạnh thì căn cốt không tốt cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Lời Bạch Thu Thủy nói như mở ra một cánh cửa sổ về thế giới võ đạo mới cho Lâm Nhất. Chương 197, củng cố tu vi. Đáng thương cho hắn ở Thanh Vân Môn đến giờ vẫn không biết trên đời có thứ gọi là võ hồn. Tuy nhiên, ngẫm lại thì ngay cả Bạch Thiên Minh cũng chỉ là ngụy tiên thiên chứ không phải cảnh giới tiên thiên như lời đồn. Thì làm sao những người khác trong tông môn có thể biết được chuyện về võ hồn? Lâm Nhất cảm thấy rất tò mò, hắn trầm ngâm nói, Bạch Thành Chủ, ngươi có thể giải thích thêm cho ta về sự huyền bí của cảnh giới tiên thiên được không?
Bạch Thu Thủy che miệng cười, khoan hãy nói đến huyền bí, tối nay ta đến là vì muốn tâm sự với ngươi. Ngươi rất có ngộ tính đối với kiếm đạo, rốt cuộc sao ngươi có thể làm được? Ta cũng rất tò mò về điều này. Những lời này khiến khoảng cách giữa hai người được rút ngắn không ít. Trong mắt người ngoài, Bạch Thu Thủy luôn ở vị trí cao, thân là người đứng đầu một thành, ngay cả môn chủ của tứ đại tông môn cũng phải kính nể nàng ta. Nhưng trên thực tế, nói đi nói lại thì Bạch Thu Thủy vẫn chỉ là một cô gái cùng thế hệ với hắn. Thế nên nàng ta vô cùng khâm phục khi thấy Lâm Nhất dùng võ đạo tầng 8 làm liễu dự trọng thương, lại còn lĩnh ngộ được vấn kiếm thông linh. Và cũng không hề bày ra dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Sau khi đã trò chuyện thân thiết, Lâm Nhất mới phát hiện hóa ra Bạch Thu Thủy cũng là một cao thủ kiếm đạo. Chỉ có điều mặc dù tu vi của nàng ta cao hơn Lâm Nhất, nhưng cảm ngộ về kiếm đạo lại không theo kịp hắn. Có rất nhiều lý giải mà Lâm Nhất chưa từng nghe qua. Tuy nói là thỉnh giáo nhưng giữa hai người giống thảo luận nghiên cứu, trao đổi lẫn nhau hơn. Trước khi đi, Bạch Thu Thủy đưa cho Lâm Nhất một quyển sách. Đó cũng không phải bí tịch công pháp gì cả, mà là một quyển sổ ghi lại một số giai thoại trong võ đạo, phân chia cảnh giới và đủ loại thường thức về kiếm đạo. Bạch Thu Thủy khẽ nói, hiện tại một kiếm của ngươi có thể làm tổn thương trưởng lão của tứ đại tông môn, ngoại trừ một vài nhân vật cấp tông chủ thì có thể nói nước thiên thủy đã không còn ai là đối thủ của ngươi. Hơn thế nữa, ngươi có thể lĩnh ngộ được bí ký thượng cổ vấn kiếm thông linh, có lẽ ít ngày nữa ngươi sẽ rời khỏi Thanh Vân Môn mà thôi. Thật ra, không phải Bạch gia không thể mời chào ngươi, nhưng có rất nhiều lời khó mà nói rõ với ngươi được, nói tóm lại, hoàn cảnh ở Bạch gia không phù hợp với ngươi. Lâm Nhất đã đoán được thế lực đứng sau Bạch Thu Thủy cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí mạnh mẽ đến mức với tình trạng của hắn hiện tại thì không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng như lời Bạch Thu Thủy đã nói, không phải cứ tài nguyên phong phú, căn cơ của thế lực cường đại là nhất định sẽ phù hợp với hắn. Không có việc gì, đường của mình cuối cùng vẫn phải do mình đi, Lâm Nhất cười khẽ. Cáo từ. Bạch Thu Thủy mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. 3 ngày sau, mọi người đã quay trở lại Thanh Vân Môn. Bạch Thiên Minh đã bàn bạc cùng rất nhiều trưởng lão về việc nên ban thưởng cho Lâm Nhất như thế nào. Sau khi nghe ý kiến của Lâm Nhất, tất cả phần thưởng đều được đổi thành linh thạch trung phẩm, dựa trên biểu hiện của hắn trong tứ tông tranh tài, phần thưởng nhận được là 2.000 miếng linh thạch trung phẩm. Đây có thể xem là một khoản tiền lớn. Nhưng so với việc Lâm Nhất giúp đỡ tông môn giữ được linh khoáng thì không đáng vào đâu. Trong trận chiến ở tứ tông tranh tài, hắn đã thu được rất nhiều lợi ích. Suốt mấy ngày qua, Lâm Nhất vẫn đang củng cố tu vi, tiêu hóa những cảm ngộ trong trận chiến. Nhất là hai sát chiêu vấn kiếm thông linh và hoa từ đâu sinh ra. Trong nhà gỗ, hắn đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt khổ tu. Phía trước hắn, ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ dài đầy trên mặt đất. Sau khi thuần dương công phá vỡ chướng ngại, biến thành công pháp tiên thiên thì lộ tuyến vận hành so với trước phức tạp hơn gấp 10 lần. Nội kinh ở rất nhiều vị trí trong kinh mạch cần được phân biệt cẩn thận từng chút một, chỉ sai một bước liền không thể xâm nhập. Nói đến cũng thật là kỳ diệu. Khi thi triển dẫn linh quyết cần cố hết sức trích nội kinh khổng lồ trong cơ thể ra ngoài từng chút một. Vốn dĩ thuần dương công đã đạt đến viên mãn đỉnh phong, lúc này tạo hóa đánh bậy đánh bạ lại có thể phá được chướng ngại. Nội kinh màu vàng nhạt tựa như ngọn lửa yếu ớt không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Lâm Nhất. Tiên thiên thuần dương công hiện tại tương đương với việc cải tạo lại từ đầu, biến thành một môn công pháp mới. Cần phải tu luyện tầng đầu tiên. Thế nhưng mức độ cô đọng nội kình của tiên thiên thuần dương công xưa đâu bằng nay, tựa như một ngọn lửa nóng rực, vừa hung mãnh lại vừa bá đạo, thiêu đốt hết thảy. Sau khi vận chuyển một vòng tiên thiên thuần dương công vô cùng phức tạp, Lâm Nhất từ từ mở mắt ra. Ào ào ào. Một dòng nước ấm từ giữa tim chảy tràn ra tứ chi bách hài. Thất khiếu linh lung đan khảm trên tim như nguồn nước trên núi cao hóa thành 7 tia nước nhỏ đang không ngừng bồi dưỡng thân thể Lâm Nhất, cùng với đó, dưới sự thúc giục của thần Dương Công, tu vi của hắn đang liên tục tăng lên. 17 tuổi không vào tiên thiên thì cả đời đều không thể đột phá. Trong đầu quanh quẩn những lời của Bạch Thu Thủy khiến cho sắc mặt Lâm Nhất thoáng trở nên nghiêm túc. Tô Hàm Nguyệt, cái tên này e là cả đời đều không lảng tránh được. Bất giác đã trôi qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này hắn luôn trong trạng thái khổ tu. Đỉnh Thanh Vân. Cạnh một vách núi, ở nơi mà trường kiếm cắm đầy trên mặt đất. Một bóng người thoăn thoắt đón ánh mặt trời, kiếm ra như gió, né tránh, xê dịch. Kiếm pháp như nước chảy mây trôi, thay đổi huyền ảo, như ngựa thần lướt gió tung mây, không cách nào bắt được hành tung.
hoa từ đó mà sinh ra. Dậm chân một cái, thiếu niên đâm ra một kiếm, trên mũi kiếm đồng thời nở ra bốn đóa tường vi. Ầm. Ngay khoảnh khắc hoa nở, một tiếng nổ tung vang lên, vô số cánh hoa lả tả bay đầy trời. Thiếu niên cầm kiếm vung vẫy, dưới sự dẫn dắt của thân kiếm, cánh hoa bỗng chốc tụ lại hình thành một cái vòi rồng bằng hoa tường vi. Đi. Một tiếng quát khẽ vang lên, cánh hoa điên cuồng lao đi, phóng thẳng vào biển mây trên đỉnh núi. Chẳng mấy chốc biển mây bao la rộng lớn đã bị vòi rồng đánh tan, dưới ánh mặt trời, cánh hoa phản xạ hào quang bảy màu, hệt như một mộng ảo. Không cần thiết phải nhiều lời, thiếu niên đó đương nhiên là Lâm Nhất. Nhìn cảnh tượng xinh đẹp như mộng trước mặt, Lâm Nhất nở một nụ cười. Càng tìm hiểu sâu hơn, càng nhận ra rằng một chiêu hoa từ đâu sinh ra này quả thực vô cùng ảo diệu. Có tiềm lực vô tận để khai thác, có thể phát triển thành đủ loại sát chiêu. Không biết rốt cuộc người áo xanh kia là ai mà chỉ với một kiếm đã mang đến cho ta lợi ích không nhỏ, còn có hoa này, rốt cuộc nó sinh ra từ đâu. Lâm Nhất nghĩ mãi vẫn không hiểu, nắm giữ càng nhiều càng cảm thấy cuộn tranh kia sâu xa khó dò. Mãnh hổ trong lòng khẽ người tường vi, không chỉ như vậy thôi. Đợi đến khi kiếm thế tan hết, Lâm Nhất trở tay thu kiếm, táng hoa kiếm lập tức phát ra tiếng cong cong không ngừng, không linh âm lại lần nữa vang lên. Trường kiếm bị hắn cắm trên mặt đất trước đó thoáng chốc phát ra âm thanh vù vù, có hơi run lên. Vấn kiếm thông linh, bốn cảnh giới vấn kiếm, khống kiếm, kiếm tâm và thông linh. Hắn còn đang ở ngưỡng cửa vấn kiếm, chỉ biết kiếm âm vừa vang lên có thể khiến trường kiếm xung quanh đồng loạt rung động. Chỉ với một ý niệm, trăm kiếm cùng đáp lời. Hai chữ vấn kiếm này dường như có thể là dùng để phân biệt kiếm, khống kiếm mới chính thức là sát chiêu ngăn địch. Hiện tại vấn kiếm thông linh chỉ có thể mang đến tác dụng quấy nhiễu binh khí của địch nhân trong thoáng chốc. Boang! Sau khi che kiếm vào vỏ, 100 thanh trường kiếm trên mặt đất đồng loạt ngừng phát ra âm thanh, không linh âm lập tức dừng lại. Nên xuống rồi. Ngước nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, Lâm Nhất giang hai tay ra, nhảy vọt lên không. Trên sườn núi, hắn đáp xuống tựa như chim nhạn. Chương 198, tình cảm càng sâu thì tổn thương càng nặng. Thân pháp cao đẳng đại nhãn quyết trong tay hắn đã sớm đạt đến cảnh giới viên mãn. Hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên, phối hợp với thuần dương công là có thể đạt đến độ cao mấy trượng. Trong khoảng thời gian ngắn có thể đạp không mà đi. Từ đỉnh núi phi thân xuống hoàn toàn giống với một con nhạn lớn, tự nhiên mà linh hoạt. Đợi đến khi hạ xuống đường núi, Lâm Nhất mới dừng thân pháp, cầm kiếm bước đi. Chào Lâm Sư Huynh. Bái kiến Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh. Dọc theo đường đi có vô số đệ tử Thanh Vân Môn, ai nhìn thấy hắn cũng đều dừng bước, cung kính hành lễ. Ở tứ tông tranh tài, Lâm Nhất dùng một trận chiến thành danh. Lấy sức một người đại chiến với môn chủ Tử Viêm Môn, cuối cùng dùng một kiếm đả bại bốn vị đại trưởng lão. Danh tiếng của hắn đã sớm truyền khắp nước Thiên Thủy, trong Thanh Vân Môn không ai là không biết, không ai là không hiểu. Cũng không còn ai dám ở sau lưng xưng hắn là kiếm nô nữa, mỗi khi nhắc đến hai chữ Lâm Nhất, mọi người đều kính nể từ tận đáy lòng. Lâm Nhất nhanh chân đi xuống núi. Sau khi đi ngang qua một loạt kiến trúc to lớn, cuối cùng hắn cũng đến được phòng tẩy kiếm ở chân núi. Trước phòng tẩy kiếm vẫn là năm tên tạp dịch lúc trước, bọn họ đang cố hết sức hoàn thành những công việc cực khổ, thấp kém nhất. Cả đám dùng sức cho ta, trước khi mặt trời xuống, phải nỗ lực tẩy sạch vết máu trên thân kiếm. Quản sự tạp dịch vẫn là đệ tử ngoại môn Chu Bình. Bất chợt, gã ta xoay người lại, thoáng nhìn thấy Lâm Nhất ở ngoài viện thì lập tức thay đổi sắc mặt. Chu Bình bước nhanh đến, ngượng ngùng cười lấy lòng, Lâm Sư Huynh, sao Huynh lại đến nơi này? Có gì cần căn dặn cứ gọi người đến là được, cần gì đích thân đến đây chứ? Tạp dịch trong sân nhìn thấy Lâm Nhất thì dừng công việc trong tay lại. Vẻ mặt bọn họ vô cùng phức tạp. Ánh mắt lộ vẻ xấu hổ, sau đó yên lặng cúi đầu, e ngại Lâm Nhất sẽ chú ý đến mình. Năm đó bọn họ không hề đối xử tốt với Lâm Nhất dù chỉ là một chút. Khi hắn còn là tạp dịch, cả đám vẫn luôn bắt nạt, xa lánh hắn, cho đến khi hắn trở thành kiếm nô. Bọn họ càng thêm lạnh lùng xa cách, còn đuổi hắn ra ngoài trong đêm mưa to. Với địa vị của Lâm Nhất trong tông môn hiện tại, nếu muốn trả thù thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, những tạp dịch này đã suy nghĩ nhiều, Lâm Nhất thậm chí còn không liếc nhìn bọn họ thì việc trả thù càng không nên nhắc tới làm gì, hắn thản nhiên nói tất cả lui xuống đi. Thấy cảnh sinh tình, tuy Lâm Nhất không có ý định trả thù đám người này,
nhưng khi nhìn thấy bọn họ vẫn không khỏi nhớ đến cảnh năm đó nguyên chủ bị xa lánh, nhục nhã. Chu Bình và đám tạp dịch như chút được gánh nặng, vội vàng rời đi. Nếu để bọn họ đối diện với Lâm Nhất hiện tại thì quả thực rất áp lực, cứ thấp thỏm không yên. Nhớ tới những chuyện từng xảy ra với Tô Hàm Nguyệt tại đây, Lâm Nhất khẽ thở dài. Nhìn vật nhớ người, bùi ngùi mãi không thôi. Mãi một lúc sau, hắn híp mắt nhìn về phía lầu chính của phòng tẩy kiếm. Nếu như nói có một người có thể biết được đoạn ký ức mà hắn đã quên mất thì người này không thể là ai khác ngoài Hồng Lão. Lâm Nhất bước lên vài bước, đẩy cửa đi vào. Cảnh tượng trong phòng tẩy kiếm vẫn như trước, chỉ có điều ao băng dường như đã yếu đi nhiều. Nhìn quanh một vòng, hắn thấy được Hồng Lão đang tập trung dưỡng kiếm. Bái kiến Hồng Lão. Lâm Nhất bước nhanh đến, cung kính hành lễ. Đối với ông lão trước mắt, hắn không dám có ý nghĩ bất kính, từ bức họa mà ông ta đã giao cho hắn, có thể thấy được Hồng Lão chắc chắn là người có bí mật. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất uy phong. Hồng Lão xoay người, dung mạo không hề thay đổi, chỉ là đã có thêm nhiều nếp nhăn. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, ông ta dường như già đi hơn 10 tuổi, tinh thần mệt mỏi, sự già nua hiển hiện rõ rệt. Hồng Lão, thân thể của ông. Hồng Lão thản nhiên cười, đã nói với ngươi từ trước ta là người đặt một chân vào phần mộ, sớm xem nhẹ sinh tử, mấy năm trước ta đã chuẩn bị xong quan tài cho mình rồi. Hồng Lão, lần này ta đến đây là có chuyện muốn hỏi. Có liên quan đến Tô Hàm Nguyệt. Lâm Nhất sững sờ, sau đó lập tức lộ vẻ vui mừng, nói vậy chắc hẳn Hồng Lão biết chuyện, thật tốt quá. Đợi Lâm Nhất nói xong, Hồng Lão mới mỉm cười nói, đừng mừng vội. Đoạn ký ức mà ngươi mất đi là do ta và Tô Hàm Nguyệt cùng liên thủ để phong ấn. Cái gì? Nghe vậy, Lâm Nhất cảm thấy rất kinh ngạc, trong đầu dường như có sấm sét đang ông không dứt. Chân tướng thật khó mà tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của Lâm Nhất. Hồng Lão, ông hãy nói cho ta biết, ta thật sự muốn biết rốt cuộc mình đã quên những gì. Nếu như không hiểu rõ được, ta sợ cả đời cũng không thể tha thứ cho những sai lầm mà mình đã mắc phải. Vẻ mặt Lâm Nhất vô cùng sốt ruột, đau khổ cầu xin. Khó khăn lắm mới tìm được người biết rõ chân tướng, nhưng không ngờ đối phương lại là kẻ đã tự tay phong ấn ký ức của mình, bảo hắn không sốt ruột sao được. Đứa trẻ ngoan, chúng ta phong ấn đoạn ký ức này chắc chắn là có nguyên nhân của nó. Đối với ngươi tốt, với nàng cũng tốt, ngươi đừng đau khổ cầu xin nữa. Ta nhất định sẽ mang bí mật này vào phần mộ, đối với ngươi, không biết mới là chuyện tốt. Hồng Lão thở dài một tiếng. Nhẹ giọng an ủi. Thấy thái độ kiên quyết của ông ta, Lâm Nhất không khỏi chán nản. Ngươi cũng đừng để ý thái độ của Tô Hàm Nguyệt, bởi vì công pháp mà nàng tu luyện đã định sẵn nàng phải ở trên cao, không thể cúi đầu. Tình cảm càng sâu thì tổn thương càng nặng, ngươi và nàng vốn là nghiệt duyên. Hồng Lão ấp úng, muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng ông ta vẫn tiết lộ một ít cho Lâm Nhất. Tình cảm càng sâu thì tổn thương càng nặng. Lâm Nhất cau mày. Rốt cuộc Tô Hàm Nguyệt đã tu luyện môn công pháp gì mà bá đạo như thế? Bỗng nhiên, ngay lúc đó, Lâm Nhất chợt hiểu ra. Rõ ràng là muốn giúp Lâm Nhất cải tạo thân thể nên mới ban thưởng đan dược, nhưng từ đầu đến cuối Tô Hàm Nguyệt không hề thay đổi thái độ, lúc nào cũng tỏ ra cao quý. Bởi vì tình cảm càng sâu thì tổn thương càng nặng, sự mâu thuẫn trong lòng cùng với những giày vò trong tim e là không ai biết được. Ta phải tìm được nàng, ta chắc chắn sẽ tìm được nàng. Ánh mắt Lâm Nhất trở nên kiên định, nói một lần rồi lại một lần. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Hồng Lão nhìn lọn tóc vờn quanh ngón út của Lâm Nhất, nghiêm mặt nói, lọn tóc này chính là tơ ngọc mà nàng đã chặt đứt, nếu còn gặp lại, có thể nàng sẽ không chút do dự giết ngươi. Ngươi vốn không biết lai lịch của nàng cùng những chánh niệm mà nàng phải gánh vác, nàng là nữ đế, ngày sau. Còn chưa nói hết lời, đột nhiên Hồng Lão quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cùng lúc đó, Lâm Nhất cũng cảm thấy kinh hãi, bên ngoài phòng tẩy kiếm xuất hiện một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang nhanh chóng đến gần. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Hồng Lão vỗ một chưởng, đánh hắn rơi vào ao băng. Dưới mặt nước, Lâm Nhất có cảm giác mình đang tiến vào trạng thái chết giả, hơi thở biến mất, không cách nào động đậy. Chương 199, Hồng Lão ra đi. Lâm Nhất nằm ở đáy ao, quanh thân đều là trường kiếm ngâm trong đó. Hắn không cách nào nhúc nhích. Cũng không cách nào nói chuyện, thậm chí không thể há miệng ra được. Khí lạnh che khuất tầm mắt hắn, khiến hắn không nhìn thấy được bất kỳ điều gì, trong lòng cảm thấy hồi hộp không thôi. Tiếng động mạnh mẽ vọng vào tai Lâm Nhất, mảnh vụn bay tứ tung,
hẳn là có người vừa đá nát cửa. Vương Thúc, ngươi biết lão già này à? Vì sao nhất định phải đến đây? Trong Thanh Vân Môn, lão ta chỉ là đồ vô dụng, vẫn luôn trốn trong cái chỗ rách nát này, rất ít khi ra ngoài. Là giọng của Vương Ninh. Nghe vậy, Lâm Nhất Thầm kinh hãi, đây chính là giọng của Vương Ninh, người mà Tô Hàm Nguyệt từng căn dặn hắn phải đề phòng. Ha ha, đâu chỉ biết thôi, vết sẹo trên mặt ta là do ông ta ban tặng đấy. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ ông ta lại biến thành kẻ vô dụng như thế này. Hồng lão quái, ông còn nhận ra ta không? Một giọng nói âm trầm khác vang lên, dường như người nói đang nghiến răng nghiến lợi, trong từng câu chữ có vẻ như mang thù với Hồng lão. Lão cho vương gia, dù ông có hóa thành cho thì ta cũng ngửi được mùi phân trên người ông, Hồng lão lạnh lùng nói với giọng điệu bình thản. Miệng vẫn cứng như vậy. Cháu trai, ngươi ẩn núp ở Thanh Vân Môn 3 năm mà vẫn không tìm ra được thứ năm đó tổ sư Thanh Vân mang đi, hẳn là được giấu trên người lão già này. Thật vậy ư? Hỏng rồi. Chợt một tiếng thét kinh hãi vang lên, lão già kia đã bước nhanh đến bên cạnh Hồng lão. Dưới ao băng, Lâm Nhất không nghe được đoạn kế tiếp, lòng hắn vô cùng lo lắng. Mãi một lúc lâu sau mới có âm thanh vang lên. Lão già này đúng là ngoan độc, vậy mà lại tự đoạn kinh mạch. Không có gì cả. Vương Ninh hung hăng đạp một cước lên người Hồng lão, lúc này Hồng lão hệt như người chết, không hề có phản ứng. Tim Lâm Nhất đập thình thịch, hắn có cảm giác rất bất an. Đáng chết, khó khăn lắm ta mới đợi đến lúc tứ tông tranh tài để đưa toàn bộ gián điệp ra ngoài ánh sáng, gần như lật úp cái tông môn nát này lên, vậy mà kết quả lại chẳng phát hiện được gì cả, đúng là uổng phí 3 năm ta ẩn mình ở đây. Dầm. Vương Ninh đánh một quyền vào tường và nói với vẻ phiền muộn. Thiếu gia, được rồi đấy. Có lẽ thứ mà tổ sư Thanh Vân mang đi vốn không có ở Thanh Vân Môn. Cháu bình yên ở đây 3 năm cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất có thể rời xa phân tranh, bớt đi rất nhiều phiền toái trong gia tộc, đi thôi. Vương Thúc, trước khi đi, Thúc hãy giúp ta giết một người. Giọng Vương Ninh đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn ta nói một cách lạnh lùng. Không được, qua hôm nay cháu phải quay về, nếu không thì sẽ không kịp lễ trưởng thành, đến lúc đó gia tộc sẽ xóa tên của cháu. Nhưng không giết tên kiếm nô kia, cơn giận trong lòng ta khó mà tiêu tan. Ông lão kia im lặng hồi lâu rồi nói, trước khi mặt trời lặn, nếu có thể tìm được thì ta sẽ ra tay, nếu không thấy thì cháu phải quay về cùng ta. Một tên kiếm nô mà thôi, đừng vì thế mà làm chậm trễ tiền đồ của cháu. Được. Trong ao, ý thức của Lâm Nhất đã dần trở nên mơ hồ, sau đó rơi vào hôn mê. Đợi đến khi hắn tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Phù. Lâm Nhất trồi lên mặt nước, thở hắt ra một hơi, hắn cảm giác đầu mình đang kêu lên ông ông. Không biết hắn đã nằm dưới đáy ao bao lâu, hô hấp toàn nhờ vào nội tức, nên giờ phút này tỉnh lại cảm thấy rất chóng mặt. Hồng lão. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, hắn bay vọt lên trời, liếc mắt liền thấy được Hồng lão đang nằm trên mặt đất. Vẻ mặt ông ta rất an yên, cũng không có gì là đau đớn, đã sớm không còn thở nữa. Đáng chết. Trong Thanh Vân Môn, Hồng lão có thể xem như một trong số ít người thân thiết với hắn, ông ta đã từng quan tâm đến nguyên chủ rất nhiều. Thậm chí trước khi chết, ông ta còn cứu hắn một mạng. Vương Ninh, ta không thể không giết ngươi. Bây giờ hắn cảm thấy có hơi hối hận vì đã không để tâm những lời Tô Hàm Nguyệt đã nói trước khi rời đi. Tô Hàm Nguyệt đã sớm nhắc nhở hắn nên đề phòng Vương Ninh, sau này còn có ngày gặp lại. Nhưng hắn chỉ xem Vương Ninh là một tên đệ tử nội môn không có chí hướng, nào ngờ hắn ta lại có xuất thân từ đại gia tộc, 3 năm qua đã nhẫn nhịn để ẩn mình tại Thanh Vân Môn. Sự nhẫn nhịn này của hắn ta e là ít có ai làm được. Trên người Hồng lão rõ ràng có dấu vết bị vơ vét, toàn bộ phòng tẩy kiếm cũng bị lật tung lên, có vẻ như Vương Ninh đang tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng lẽ là cuộn tranh mà Hồng lão đã cho hắn? Lâm Nhất không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn ôm lấy thi thể Hồng lão, đi đến sau núi Thanh Vân. Trong một khu rừng vắng vẻ cách đỉnh Thanh Vân độ khoảng 10 dặm có một phần mộ trống, là do Hồng lão đào cho chính mình. 2 năm trước, Hồng lão đã từng dẫn Lâm Nhất đến đây và nói rằng sau khi chết, ông ta muốn được chôn ở đây. Nghe vậy, Lâm Nhất chỉ cho rằng ông ta nói giỡn. 2 canh giờ sau, Lâm Nhất đi đến trước mộ, từ từ đặt thi thể Hồng lão xuống. Thở dài một tiếng, sau đó hắn bắt đầu đào đất. Tay không đào bùn đất hơn nửa ngày mới thấy được quan tài, Lâm Nhất nhảy xuống mở nắp quan tài ra. Bên trong quan tài ngoại trừ mấy cây đinh sắt còn có một phong thư. Lâm Nhất ngẫm nghĩ một lúc rồi mở phong thư ra.
Tiểu tử, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thì chắc chắn ta đã chết. Dù ta có chết như thế nào thì ngươi cũng chớ có đau khổ, e là ngươi không thể tưởng tượng nổi Hồng lão này đã sống mấy trăm năm rồi, cùng thời đại với tổ sư sáng lập Thanh Vân Môn. Đọc đến đây, Lâm Nhất có hơi kinh ngạc. Thanh Vân Môn tồn tại có hơn 300 năm, nói cách khác, Hồng lão ít nhất đã 300 tuổi rồi. Chương 200, rời đi. Năm đó, sau khi lập nên cơ nghiệp, tổ sư Thanh Vân liền vân du khắp thiên hạ. Ta và ông ta may mắn quen biết nhau, sau mấy lần qua lại liền trở thành bạn thân. 30 năm trước, ta và ông ta đã đưa ra một quyết định to gan, đó chính là mạo hiểm tiến vào mộ của Nam Đế. Trong mộ Nam Đế nguy cơ trùng trùng, thập tử nhất sinh, ta may mắn trốn ra được, mặc dù trên người toàn là vết thương, ông ta ra sau nên gần như mất đi sinh cơ. Hai chúng ta cùng mang ra bảo vật, một bức họa và một thanh kiếm. Trước khi lâm chung, tổ sư Thanh Vân của các ngươi đã nhắc nhở ta giao thanh kiếm kia lại cho hậu nhân của ông ta ở Thanh Vân Môn. Vì vậy, ta đã trèo đèo lội xuống để đi đến Thanh Vân Môn ở nước Thiên Thủy, đem kiếm giao cho hậu nhân của ông ta. Đáng tiếc người này có tư chất bình thường nên cũng không nhìn ra được lai lịch của thanh kiếm kia, chỉ xem đó là một thanh thảo mộc kiếm đã mất đi linh khí, tiện tay ném vào một góc nào đó. Khi đó ta bị thương nặng nên đã quyết định ở lại Thanh Vân Môn, nhân tiện tìm hiểu thiên cơ trong bức họa. Đáng tiếc, Nam Đế đến cuối cùng vẫn là Nam Đế, đáng lẽ ta và ông ta không nên mù quáng động vào mộ của Nam Đế. Sau 10 năm nghiên cứu, rốt cuộc ta cũng mò ra được một điểm huyền bí trong bức họa. Nhưng khi nhìn thấy vô số ác quỷ nơi hoàng tuyền ập vào mặt, một luồng kiếm quang chém sạch ác quỷ, đồng thời cũng hủy đi võ hồn của ta. Khi đó ta đã biết được mệnh mình không còn dài. Đọc đến đây, Lâm Nhất lộ vẻ nghi hoặc, trong mắt hắn lóe lên một tia khó hiểu. Vì sao hình ảnh mà Hồng lão thấy được lại khác với hắn? Hắn cũng nhìn thấy luồng kiếm quang kia, nhưng lại không hề bị tổn thương, lại nói, ác quỷ hoàng tuyền trong lời của Hồng lão càng không có tung tích. Cuộn tranh hoa tường vi này thật sự có rất nhiều bí ẩn. Khi ngươi cho rằng bản thân đã hiểu rõ được phần nào thì chợt nhận ra đó chỉ mới là một góc của núi băng. Nhìn táng hoa kiếm trên mặt đất, Lâm Nhất nghiền ngẫm, tổ sư Thanh Vân đã đem thanh kiếm này từ trong mộ Nam Đế ra ư. Vận mệnh quả thật rất kỳ diệu. Năm đó hai người bọn họ liều chết lấy được thánh vật trong mộ Nam Đế, quanh đi quẩn lại đều rơi vào tay Lâm Nhất. Tiếp tục đọc phong thư trong tay, Hồng lão cũng không căn dặn Lâm Nhất quá nhiều, chỉ nhắc nhở hắn đừng miệt mài theo đuổi cuộn tranh hoa tưởng vi. Có lẽ trong suy nghĩ của Hồng lão, với cảnh giới của Lâm Nhất thì vĩnh viễn cũng không hiểu được sự huyền bí trong đó. Không hiểu thì sẽ không bị thương. Trái lại, ông ta còn cố ý dặn dò hắn đừng thương nhớ Tô Hàm Nguyệt. Xem hết thư, lòng Lâm Nhất trăm mối ngổn ngang, Hồng lão đã sớm xem nhẹ cái chết của mình, đối với lần mạo hiểm năm đó cũng đã hối hận từ lâu. Nam Đế kia là ai? Lâm Nhất cảm thấy rất tò mò, đáng tiếc trong thư không đề cập đến, có lẽ đó là một nhân vật lớn rất khó lường. Cất kỹ phong thư, sau đó Lâm Nhất đem thi thể của Hồng lão đặt vào quan tài. Hắn cẩn thận chỉnh trang lại dung nhan của ông ta rồi mới đóng nắp quan tài lại, dùng đinh sắt đóng kín. Nửa ngày sau, nhìn phần mộ đã lần nữa được lấp kín, Lâm Nhất quỳ xuống, dập đầu vái ba lượt. Khi hắn trở về Thanh Vân Môn thì mặt trời đã lặn, ánh chiều tà màu đỏ quẹt. Hắn tìm người nghe ngóng một phen mới biết được chuyện xảy ra hai ngày qua. Không có tung tích của Vương Ninh, có người nói hai ngày trước hắn ta còn đến tìm Lâm Nhất, hiện tại, trong tông môn không ai biết được Vương Ninh đã đi đâu. Cứ như hắn ta đã bốc hơi khỏi nhân gian. Ta sẽ tìm ra ngươi. Sát ý lóe lên trong mắt Lâm Nhất, hắn tự hứa với mình chắc chắn sẽ làm được. Trong nhà gỗ, bạch tàn hoa đặt trên bàn đã nở rộ. Nửa tháng nay, sau khi dùng dẫn linh quyết tưới nước, bạch tàn hoa trong chậu đã nở, sắc hoa đỏ như máu. Hương hoa sộc vào mũi, xinh đẹp và tinh xảo. Lâm Nhất lấy cổ kiếm hạp từ trong nhẫn chữ vật ra, vừa mở ra lập tức có khí lạnh phả vào mặt. Hắn không nói một lời, lặng lặng ngắt từng cánh hoa xuống, phủ kín cổ kiếm hạp. Đợi đến khi đã phủ đầy hoa, hương hoa lan tỏa thấm đẫm ruột gan, hắn mới trịnh trọng đem táng hoa kiếm đặt vào đó. Thanh bảo kiếm trong mộ Nam Đế này chỉ vừa tỏa sáng trong tay Lâm Nhất, còn lâu mới sánh được với vinh quang trong quá khứ. Cũng may Lâm Nhất biết được nên bảo dưỡng như thế nào, chỉ cần dùng hương hoa uẩn dưỡng thì sớm muộn gì cũng tái hiện vinh quang năm xưa. Lúc trước hắn quyết định mua dẫn linh quyết và cổ kiếm hạp chính là vì ngày hôm nay. Khép cổ kiếm hạp lại, Lâm Nhất khẽ nói, đã đến lúc rời đi. Sau trận tứ tông tranh tài,
trong lòng Lâm Nhất vẫn luôn có ý định rời đi. Cũng may hắn đã tỉnh táo trấn áp nó, dùng thời gian nửa tháng để tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu trong tứ tông tranh tài. Bây giờ Hồng Lão đã qua đời, hắn cũng không còn gì bận tâm ở Thanh Vân Môn nữa. Bất kể có tìm được Tô Hàm Nguyệt hay có thể báo thù cho Hồng Lão hay không thì hắn vẫn phải đi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Lâm Nhất quyết định không đến gặp môn chủ mà chỉ để lại một phong thư, xem như không từ mà biệt. Sau khi bày tỏ suy nghĩ của mình, Lâm Nhất đặt phong thư vừa viết xong lên bàn. Nặng thật! Hắn vác cổ kiếm hạp trên lưng, tuy có hơi nặng nhưng may là Lâm Nhất cũng khá khỏe mạnh. Hóa huyết đan và dưỡng tâm đan đã đặt nền móng cơ bản cho hắn, hơn nữa, thất khiếu linh lung đan không ngừng tẩm bổ cơ thể. Nhờ vậy, hắn chỉ dựa vào sức mạnh tự thân cũng có thể dễ dàng khiêng cổ kiếm hạp nặng nề mà ngày đó phải cần vài người mới nhấc lên được. Khoác lên mình ánh chiều tà, một mình Lâm Nhất yên lặng đi xuống núi. Ra khỏi sơn môn, hắn quay đầu nhìn lại Thanh Vân, ánh mắt lóe lên tia sáng dịu dàng. Phải nhìn cho thật kỹ, ngày sau cũng chỉ có thể nhớ lại trong mộng mà thôi. Khi hắn xoay người chuẩn bị bước đi thì một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng. Lâm sư đệ, xin dừng bước. Quay đầu nhìn lại thì thấy thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm, hắn ta vui vẻ dắt một con huyết long mã hung hãn bước đến. Tiểu Hồng. Vừa nhìn thấy huyết long mã, Lâm Nhất vừa mừng vừa sợ, ngày đó, sau trận đại chiến với Mã Thiên Nhất, hắn rơi vào hôn mê. Khoảng thời gian sau đó vẫn không gặp lại huyết long mã, hắn còn tưởng do tính tình con ngựa này quá mức ngang tàng nên đã sớm bỏ chạy. Không ngờ nó vẫn luôn được nuôi dưỡng tại Thanh Vân Môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.